Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 108. Ba ngọn dị hỏa từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh trào ra. Một cái tượng trưng cho ngọn lửa cực dương, phần thiên chi diễm. Một cái tượng trưng cho ngọn lửa cực âm, lãnh hỏa huyền minh. Một cái tượng trưng cho ngọn lửa sấm sét, cửu u lôi hỏa. Đôi mắt âm hiểm của Trần Tu nheo lại, dị hỏa, vậy mà lại là dị hỏa. Còn là ba ngọn lửa khác nhau nữa. Thằng nhóc, đưa dị hỏa cho tao. Cút. Diệp Bắc Minh tựa hồ như không nghe thấy. Theo một mệnh lệnh, ba ngọn dị hỏa bắn lên không trung và biến mất. Trần Tu thật sự phát điên, hắn ta tức giận gầm lên, con mẹ nó. Mày đang làm cái gì vậy? Hắn ta điên cuồng lao phía Diệp Bắc Minh, muốn trực tiếp giết chết anh. Rầm. Một cỗ lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh bay Trần Tu, khiến hắn đập mạnh vào đàn tế. Sức mạnh thiên đạo, làm sao có thể, sắc mặt Trần Tu trở nên xám xịt. Người phụ nữ đi cùng hắn ta càng sốc hơn, tên nhóc này là ai? Hắn ta lại có thể kích hoạt sức mạnh thiên đạo. Hàng trăm vị sư phụ cũng cực kỳ sợ hãi, Minh Nhi, con đang làm gì vậy? Con điên rồi sao? Mức độ quý giá của dị hỏa chỉ đứng sau dòng khí hỗn độn thôi, tại sao con lại để chúng đi mất? Diệp Bắc Minh lắc đầu cười, dị hỏa quá chân quý, con không muốn loại vận may nghịch thiên này. Ông trời, nói cho tôi biết, ông còn muốn tôi làm gì nữa? Rầm rầm. Ông trời dường như đã biết Diệp Bắc Minh thả dị hỏa đi, mây đen vần vũ, sấm sét không ngừng vang lên. Diệp Bắc Minh cũng như hiểu được ý của ông trời, anh nhếch miệng cười gật đầu, tôi hiểu. Cơ thể tôi dung hợp hơn 100 mẫu xương chí tôn thời thái cổ đại năng. Chúng đã hoàn toàn dung nhập vào máu thịt của tôi, thứ này cũng tượng trưng cho vận may. Vậy tôi sẽ cắt thịt, rút máu mình để trả lại cho trời. Lời nói vừa dứt, Diệp Bắc Minh giơ thanh kiếm càn khôn chấn ngục lên, hướng về phía cổ mình mà chém. Là thanh kiếm đó, thật sự là thanh kiếm đó kìa. Khoảnh khắc nhìn thấy kiếm càn khôn chấn ngục, mặt Trần Tu đỏ bừng lên vì hưng phấn. Đồng thời hắn ta cũng ngơ ngác. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Người sở hữu thanh kiếm này lại muốn tự sát ư? Ngay khi kiếm càn khôn chuẩn bị chặt đứt đầu Diệp Bắc Minh, trên trời bỗng vang lên âm thanh phẫn nộ, đồ phế vật ngu ngốc. Thứ mà cả đời lão phu muốn nhưng không có được, cậu lại không cần. Âm thanh này là... 99 vị sư phụ giật mình, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Một giây sau, một người đàn ông có khuôn mặt chính trực từ trên trời hạ xuống, tiện tay chộp lấy thanh kiếm càn khôn, ngăn cho nó không tiến về phía trước. Là ông. Diệp Bắc Minh chấn động. Đại sư huynh. Linh hồn của 99 vị sư phụ cũng chết lặng. Người đến không phải ai khác mà chính là sư huynh Đoàn Thiên Đức của bọn họ. Trên mặt Diệp Bắc Minh tràn đầy tức giận, Đoàn Thiên Đức, chính ông là người giết chết 99 vị sư phụ, suýt chút nữa khiến linh hồn của bọn họ tan thành mây khói, không thể đầu thai. Ông còn dám xuất hiện. Đoàn Thiên Đức cười lạnh, 99 tên sư phụ kia của cậu đều là lũ phế vật, ta giết bọn chúng thì đã sao? Nếu bản tôn muốn, vẫn có thể giết bọn chúng thêm lần nữa. Đôi tay giơ lên. Ầm, ầm, ầm. Hơn 10 tấm bia mộ linh hồn nổ tung tại chỗ, linh hồn bên trong nhanh chóng lao ra ngoài, biến mất trong những tấm bia khác bên cạnh. Ông! Diệp Bắc Minh thật sự điên lên, lúc anh sắp sửa nổ tung vì tức giận thì... Giọng nói lạnh lùng của Trần Tu vang lên từ bên cạnh, chờ một chút. Tao không có hứng thú với chuyện của mày. Hắn ta giơ ngón tay chỉ về phía Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, giao kiếm trong tay cho tao. Đoàn Thiên Đức cau mày, cậu là ai? Trần Tu cười cợt nói, lão già kia, tôi nói cho ông biết lai lịch của tôi, chỉ sợ sẽ dọa chết ông ấy. Bổn công tử đến từ thế giới bản nguyên, về phần cảnh giới thì, cảnh giới thiên quân trung kỳ, sợ. Câu nói vẫn chưa xong. Đi chết đi. Đoàn Thiên Đức thậm chí còn không thèm nhìn đến Trần Tu, trực tiếp cách không tát hắn ta một cái. Bộp. Một âm thanh trầm thấp vang lên, Trần Tu giống như một con chó chết bay ra ngoài, kinh mạch toàn thân nổ tung. Nếu không phải trên người hắn ta có một đạo phù chặn lại phần lớn sức mạnh cái tát kia. Chỉ sợ cái tát này đã khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Trần Tu. Người phụ nữ đi cùng hắn ta mặt mày tái mét. Trần Tu nằm trên đất không ngừng run rẩy, kinh hãi nhìn Đoàn Thiên Đức, ông. Ông là ai? Đoàn Thiên Đức hoàn toàn không chú ý đến lời của Trần Tu, ông ta tiếp tục nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu thật sự làm ta rất thất vọng. Cậu có thiên phú tốt như vậy,
nhưng lại muốn tìm đến cái chết. Không cần dị hỏa cũng thôi đi, lại muốn dùng kiếm càn khôn để tự sát. Nếu cậu dám chết, tôi sẽ đi tiêu diệt Long Quốc ngay bây giờ. Sau đó sẽ giết hết đám hồng nhan kia của cậu và tất cả những người cậu quen biết, tiêu diệt luôn thần hồn của họ. Ý đồ đe dọa này, không hề có chút che giấu nào. Diệp Bắc Minh tin, Đoàn Thiên Đức thật sự có thể làm được tất cả những điều này. Giọng anh khàn khàn, tôi chết hay không, thì có liên quan gì đến ông? Tôi mà sống thì những người bên cạnh tôi đều gặp tai họa, 7 sư tỷ đều đã chết vì tôi rồi. Tôi mới là người thật sự đáng chết. Đoàn Thiên Đức tức giận mắng, con mẹ nó, người tu võ vốn dĩ là đi ngược lại ý trời, lẽ nào cậu cứ như vậy mà chấp nhận số phận sao? Nhìn lại những bia mộ kia bằng ánh mặt giận dữ. Đám phế vật các người, sao lại dạy thằng nhóc thành ra như vậy? Nếu biết sớm, lão tử năm đó đã thật sự giết luôn các người ở chiến trường Thái Cổ rồi. Nếu như các người có được 1% thực lực của lão tử, thằng nhóc cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Đại sư huynh, chúng tôi. 99 vị sư phụ vâng vâng dạ dạ, sợ đến mức không dám thở mạnh. Đoàn Thiên Đức quát to, câm miệng lại. 99 tên phế vật còn không bằng một sợi lông của ta, hạt giống tốt như vậy lại bị các người hủy hoại. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Mối quan hệ giữa 99 vị sư phụ và Đoàn Thiên Đức có chút vi diệu. Đột nhiên, Đoàn Thiên Đức lại nói, nhóc con, võ giả chúng ta chính là muốn làm gì thì làm. Dám yêu dám ghét, đi ngược lại tự nhiên. Nếu có người đứng chắn trước mặt cậu, làm cậu không vui, đều có thể một quyền giết chết. Cái gì mà vận khí chi tử, thương vận chi tử. Bất kỳ kẻ thù nào làm hại những người xung quanh cậu, cứ giết hết là xong. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Lý luận này của Đoàn Thiên Đức có chút giống với con đường vô địch của anh. Nhưng 7 vị sư tỷ của tôi đã tế kiếm rồi, Diệp Bắc Minh vẻ mặt nặng nề nói. Đoàn Thiên Đức cười lạnh đáp, cậu biết U Minh giới đúng không? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, đương nhiên là biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến sư tỷ của tôi? Đoàn Thiên Đức lạnh lùng mở miệng, U Minh giới là chốn trở về của mọi linh hồn, nơi sâu nhất của U Minh giới có đài luân hồi. Khi một linh hồn của vạn giới đi qua đài luân hồi, đều có thể đầu thai thành con người. Mặc dù sư tỷ của cậu đã chết vì tế kiếm, nhưng linh hồn của họ vẫn chưa biến mất, nếu như cậu có thể mang bọn họ ra khỏi U Minh giới, biết đâu có thể hồi sinh sư tỷ của mình. Diệp Bắc Minh hưng phấn hỏi, ông nói thật chứ? Đoàn Thiên Đức hừ lạnh một tiếng, nhóc con, lão tử nói với cậu nhiều như vậy, đến một câu đại sư bá cậu cũng không gọi ư. Đại sư bá? Diệp Bắc Minh khuỵu gối quỳ xuống, ông nói thật ư? Lão tử đời này chưa một lần nói dối. Đoàn Thiên Đức ngẩng cao đầu nói. Diệp Bắc Minh vội vàng nói, cảm ơn đại sư bá, nhưng không biết phải đi U Minh giới như thế nào. Đại sư thúc có cách gì không? Đoàn Thiên Đức tức giận hỏi vặn một câu, nhóc con, cậu muốn ông đây trực tiếp đút cho cậu ăn không? Hay là, ta trực tiếp đưa cậu đi U Minh giới, sau đó lại đưa cậu đến đài luân hồi nhé? Rồi lại giúp mang linh hồn 7 người sư tỷ của cậu trở về. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, như vậy cũng không phải là không được. Cút! Đoàn Thiên Đức lười phải để ý đến anh, mà đảo quanh một vòng. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lục Linh Nhi, cô nhóc, cô chính là Lục Linh Nhi đúng không? Lục Linh Nhi gật đầu, tiền bối, có gì cần dặn dò? Đoàn Thiên Đức vẻ mặt bình tĩnh nói, ta biết sư phụ của cô, Thiên Cơ lão nhân, ông ta bảo ta đưa cô đi. Hả, sư phụ ông ấy không phải đi đại lục bản nguyên rồi sao? Lục Linh Nhi hưng phấn che miệng, kích động nói, nhưng mà tiền bối. Mẹ của tôi. Đoàn Thiên Đức nói, yên tâm, mẹ cô sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Miệng Diệp Bắc Minh khẽ động, truyền âm. Lục Linh Nhi kinh ngạc liếc nhìn Diệp Bắc Minh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi tới đứng bên cạnh Đoàn Thiên Đức. Sau đó, các người là ai? Đoàn Thiên Đức chuyển ánh mắt qua người Trần Tu và cô gái đi cùng hắn ta. Tiền bối, tôi tên là Trần Tu. Tiền bối, tôi tên là Viên Minh. Hai người nhanh chóng tự giới thiệu, hai người chúng tôi đang đi tuần tra ở khu vực đại lục hỗn độn, cảm nhận được khí tức của dòng khí hỗn độn, thế nên đã tới đây. Vẻ mặt Đoàn Thiên Đức lạnh lùng quát, cút ngay, còn dám bước vào đại lục hỗn độn một bước, chết. Cảm ơn tiền bối. Hai người không dám ở lại dù chỉ một khắc. Nhếch nhác rời đi. Đoàn Thiên Đức mang theo Lục Linh Nhi, biến mất trong hư vô.
Diệp Bắc Minh cũng từ biệt sư phụ của mình và rời khỏi tổ địa hoa tộc cùng Nghê Hoàng. Hai người vừa đứng trên tế đàn, một miếng ngọc bội trong túi trữ vật của Nghê Hoàng bỗng sáng lên. Vẻ mặt Nghê Hoàng vui mừng nói, Diệp công tử, tôi đã từng hứa sẽ giúp anh nghe ngóng tin tức về cha mẹ anh ở U Minh giới. Vừa mới rồi, đã có tin tức. Diệp Bắc Minh có chút kích động nói, mau nói, bây giờ rốt cuộc tình hình như thế nào? Sắc mặt Nghê Hoàng có chút khó coi, do dự nói, Diệp công tử, tin tức mới nhất. Sau khi cha mẹ anh xuất hiện lần cuối cùng, họ đã đi theo một nhóm người qua Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ý của cô là. Nghê Hoàng nhìn anh thật sâu, sau đó nói, U Minh giới chi làm hai giới, Minh và Dương, lấy Hoàng Tuyền làm ranh giới. Dương giới dành cho người sống, còn Minh giới là của người chết. Chỉ cần qua Hoàng Tuyền, đều sẽ là người chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ khó coi, ý của cô là, cha mẹ tôi chết rồi. Nghê Hoàng vội vã giải thích, cái này cũng không chắc, từ Minh giới vẫn có cách để trở lại Dương giới. Có lẽ cha mẹ anh đã dùng cách gì đó, trong Hoàng cung có trận pháp truyền tống, hay là chúng ta đến U Minh giới một chuyến thử nhé. Được. Diệp Bắc Minh nặng nề gật đầu. Nhìn một lượt xung quanh, đám người thù sư, Lão Hà, Bạch Tông Hà đều đang nhìn anh với vẻ mặt khiếp sợ. Của, quả nhiên, là cậu ta. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã tháo bỏ mặt nạ xuống. Lộ ra khuôn mặt thật của mình. Vừa rồi, Trần Tu và Viên Minh rời đi với bộ dạng nhếch nhác, vừa nhìn đã biết Trần Tu bị thương nặng, Diệp Bắc Minh giờ lại bước ra khỏi tổ địa hoa tộc như không có chuyện gì xảy ra. Không lâu trước đây, Diệp Bắc Minh cũng giết chết Tiêu Trấn Quốc trong một nháy mắt. Chưa kể mọi chuyện xảy ra ở tháp đế cốt. Thật đúng là một cơn ác mộng. Tù sư chỉ muốn được sống, hiện tại khi đối mặt với Diệp Bắc Minh, trong lòng hắn ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Diệp thần, ôi không, thánh tử điện hạ, tù sư đã không còn kiêu ngạo như ngày thường nữa, mà càng giống một con chim cút hơn. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, thứ nhất, trước khi tao quay lại, nếu có người dám tới gần tổ địa hoa tộc nửa bước, tao sẽ giết chết toàn bộ người của nhà họ Tù. Thứ hai, để Tiêu Phi Yên hồi cung. Một quyền đấm ra. Cực kỳ thô bạo. Tù sư căn bản không thể ngăn cản, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đập mạnh vào bức tường phía sau. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi mịt mù. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, nếu không làm được điều tao nói, cho dù tù sư mày có lên trời hay xuống đất, tao cũng sẽ tìm và giết mày bằng được. Vâng. Tù sư ôm ngực lồm cồm bò dậy, xương sườn bị gãy đoạn, máu tươi trào ra. Đáy mắt hắn ta chỉ còn lại sự hoảng sợ vô tận. Lão Hà cùng Bạch Tông Hà cũng run rẩy, lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ tính sổ với bọn họ. Chỉ là, Diệp Bắc Minh không có thời gian để ý tới hai người này, trực tiếp rời đi. Phù! Hai người thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nằm tê liệt trên đất. Sức mạnh áp bức của người này, thật là khủng bố. Một lát sau, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng đã đứng trước một trận pháp truyền tống cực lớn. Trận pháp này lớn bằng một sân bóng đá, những phù văn trên đó nhìn qua vô cùng phức tạp. Nghê Hoàng giới thiệu, nghe nói trận truyền tống này do thần quân hỗn độn để lại, có thể truyền tống đến một vài vị trí của đại lục hỗn độn. Mà tôi còn nghe nói, trận truyền tống này cũng có thể đưa người về thế giới bản nguyên, chỉ là khối phù văn đó hình như đã bị người khác phá hủy. Nghê Hoàng chỉ vào khu vực trung tâm của trận pháp truyền tống. Quả nhiên, nơi đó có một mảng lớn phù văn đã bị hủy mất, hoàn toàn trống không. Chúng ta đến U Minh giới trước đã, vẻ mặt Diệp Bắc Minh âm trầm nói. Vâng, Nghê Hoàng gật đầu, trực tiếp kích hoạt trận pháp truyền tống, một cỗ sức mạnh không gian bắt đầu chấn động. Hai bóng người lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cảm thấy như đã đến nơi. Đây có phải U Minh giới không? Vậy mà lại có mặt trời. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trời trên cao. Điểm khác biệt duy nhất so với nhân gian chính là, mặt trời này dường như bị bao phủ bởi một lớp kính mờ ảo. Xung quanh nó được bao bọc một lớp sương mù, mọi thứ mông lung, giống như trong một giấc mơ vậy. Dưới chân là một trận truyền tống khổng lồ. Giọng nói của Nghê Hoàng vang lên, Diệp công tử, chúng ta tới U Minh giới rồi. Không ngừng có người bị đưa đến đây, đến nhanh đi cũng nhanh, biến mất trong màn sương mờ. Nghê Hoàng chỉ về phía trước nói, nơi đó chính là Phong Đô, Hoàng Tuyền chính là dòng sông bảo vệ của Phong Đô. Phong Đô,
Diệp Bắc Minh sững sờ. Thành phố ma trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại. Sương mù từ từ tan đi, trước mặt xuất hiện một tòa thành đen nhánh, giống như một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối. Ở vị trí cổng thành, có người tay cầm nến tiến vào phong đô. Còn có một đám người, cơ thể hư ảo dường như trong suốt cũng tiến vào thành. Đây là linh hồn hay là quỷ, lông mày Diệp Bắc Minh giật giật hỏi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên trong đầu anh, linh hồn yếu ớt, không thể trọng sinh nữa, đều sẽ trở thành hồn ma. Linh hồn bảy vị sư tỷ của cậu biến mất chính là vì họ đã biến thành hồn ma. Diệp Bắc Minh nhìn chăm chú về hướng phong đô rồi nói, đi, đến minh giới. Hai người rời khỏi trận truyền tống, đến trước Hoàng Tuyền. Mặt nước sông Hoàng Tuyền yên tĩnh đến đáng sợ, giống như một mặt gương không có bất kỳ gợn sóng nào, cực kỳ quỷ dị. Trên mặt sông có vài con thuyền qua lại, hướng về phía minh giới. Diệp Bắc Minh khẽ cau mày, võ giả có thể bay, tại sao không trực tiếp bay qua đó? Nghe Hoàng lắc đầu, Diệp công tử, không thứ gì có thể bay trên mặt sông Hoàng Tuyền. Anh thử nhặt một hòn đá dưới đất lên và ném thẳng qua sông. Bõm, hòn đá rơi thẳng xuống sông với một góc 90 độ và biến mất không dấu vết. Diệp Bắc Minh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Nếu như võ giả chẳng may bị rơi xuống sông Hoàng Tuyền này, liệu còn có thể bò lên không? Tiểu Tháp, dưới Hoàng Tuyền rốt cuộc là gì? Lẽ nào chỉ cần vượt qua Hoàng Tuyền, là thật sự có thể đầu thai chuyển thế? Lần này, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng không trả lời. Không biết qua bao lâu, mới có một giọng nói vang lên, nhóc con, đạo luân hồi rất đặc biệt, cái gì mà chủ luân hồi của hoa tộc các cậu, chẳng qua cũng chỉ là tự phong mà thôi. Luân hồi thật sự. Ngay cả chủ nhân đầu tiên của tôi cũng không nghiên cứu thấu đáo được. Thậm chí, vì nghiên cứu đạo luân hồi mà chính ông ta cũng rơi vào kết cục chuyển thế hồi sinh. Lông mày Diệp Bắc Minh nhướng lên hỏi, cái gì? Chủ nhân đầu tiên của ông cũng chuyển thế hồi sinh rồi ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một cách chắc nịch, đúng vậy, sau khi chủ nhân chuyển thế thì tôi mới bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu. Sau đó, có một nhóm người xông vào nơi tu hành của chủ nhân. Vì tranh giành nhau để có được tôi mà bắt đầu trận chiến. Sau trận chiến đó, cơ thể của bổn tháp thật sự tan vỡ, sau đó nữa thì có người đã tìm thấy cơ thể sót lại của tôi. Diệp Bắc Minh sờ cằm mình, rơi vào suy tư. Đột nhiên, tiếng nói của Nghê Hoàng vang lên, chính là ông ta, người tìm thấy tin tức cuối cùng về cha mẹ của anh. Diệp Bắc Minh lập tức tỉnh táo lại. Nghê Hoàng dẫn theo một ông già lưng còng tới, ánh mắt ông ta sâu xa nhìn Diệp Bắc Minh một cái nói. Ra mắt vị đại nhân này. Lòng Diệp Bắc Minh khẽ sao động. Ông già lưng còng trước mặt anh có chút kỳ quái, nhưng vừa nhớ đến cha mẹ mình anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà hỏi, ông biết tin gì về cha mẹ tôi? Ông già lưng còng chỉ vào bến đò phía trước nói, tiểu nhân hỏi qua rất nhiều bạn bè, cuối cùng xác nhận được rằng lệnh tôn và lệnh đường 3 ngày trước đã lên đò của Hoàng Tuyền, đi tới minh giới phía đối diện. 3 ngày trước, Diệp Bắc Minh nhíu mày, còn có manh mối gì khác không? Ông già lưng còng hiền lành lắc đầu, không còn. Sắc mặt Nghê Hoàng ngưng trọng, cô ta chỉ vào những người đã lên đò, Diệp công tử, anh nhìn thấy nến trong tay những người đó chứ? Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn qua. Đúng là trên tay mỗi người trên đò đều cầm một cây nến trắng. Ánh lửa lập lòe yếu ớt. Cô muốn nói gì? Vật này được gọi là nến cõi âm, hay còn gọi là minh trúc, nó có thể khóa lại dương khí trên cơ thể người sống, Nghê Hoàng giải thích. Nhưng một khi vật này cháy lên thì sẽ không thể dập tắt. Hơn nữa thời gian chỉ có 7 ngày, nếu minh trúc tắt trong vòng 7 ngày, vậy thì vĩnh viễn không thể quay lại dương giới nữa. Cha mẹ anh đã rời khỏi đây được 3 ngày, cũng có nghĩa là họ chỉ còn nhiều nhất là 4 ngày thôi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi liên tục. Đi! Hai người nhanh chóng bước về phía bến đò. Đúng lúc chuyến đò trước mới rời đi. Diệp Bắc Minh là người đầu tiên xếp hàng, một người không nhìn rõ được giới tính. Ẩn mình trong chiếc áo choàng rộng màu đen, nói với giọng vô hồn, sinh thần bát tự. Ngày 16 tháng 10 năm 1998, Diệp Bắc Minh nói. Lão giả đó lấy ra một ngọn đèn linh hồn, đưa nó về phía ngọn nến trắng trên tay mình và đốt lên. Phập! Khoảnh khắc ngọn nến được thắp lên, nó đột nhiên vụt tắt. Cậu! Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt già nua tái nhợt, trong con ngươi là vẻ kinh hãi, minh trúc không thể thắp sáng. Sao có thể chứ? Trong sổ sinh tử không hề có sinh thần bát tự của cậu. Cậu rốt cuộc là ai? Gì dầm? Bến đò Hoàng Tuyền vốn dĩ trầm lặng, thoáng chốc trở nên nhốn nháo.
Vô số người ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Ở phía trong cùng của bến đò, đôi mắt của ông già lưng còng không ngừng lóe lên. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi không biết ông đang nói gì. Lão già cười khà khà, lộ ra một hàm răng đen nhánh, thằng nhóc, sổ sinh tử không có tên của cậu, cũng có nghĩa là cậu sinh ra đã thiếu một hồn một phách. Cậu vốn dĩ không thuộc về dương giới, việc cậu đến Hoàng Tuyền chính là số kiếp đã định. Nhưng lão thân này muốn nhắc nhở cậu một câu, thân phận này của cậu nếu đi đến minh giới, chỉ có đi mà không có về, chắc chắn sẽ chết. Khà khà khà. Lão già cười một tiếng, cậu, còn muốn đi không? Ông cho rằng tôi là đại học hạ môn à, Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, đi. Lão già cau mày, cái gì mà tuyết rơi? Nếu như cậu nhất quyết muốn đi, thì ta cũng không ngăn cản. Vừa nói, lão già tùy ý lấy ra một chiếc bình pha lê trong suốt, đổ đầy máu của cậu vào trong chiếc bình này. Diệp Bắc Minh lấy ra một con dao găm, cắt vào lòng bàn tay mình, máu tươi từng giọt tí tách chảy cho đến khi đầy bình. Còn cần một lọn tóc của cậu. Diệp Bắc Minh làm theo lời lão giả, cắt một lọn tóc đưa cho ông ta. Lão giả nhét tóc của Diệp Bắc Minh vào trong bình pha lê, dùng ngọn đèn linh hồn trong tay thắp sáng nó. Bùng! Ngọn lửa bùng cháy. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Ngọn nến trong tay những người khác đều có ánh sáng màu vàng nhạt. Riêng ngọn nến thắp trong bình pha lê của Diệp Bắc Minh là có màu đỏ tươi. Nó giống như bị nhuộm bởi máu tươi vậy. Cậu chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau nếu không trở về, cậu sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Lão giả vừa nói vừa đem bình pha lê trong tay đưa cho anh, cậu chắc chắn muốn đi chứ. Diệp công tử, hay là chúng ta bàn bạc tìm cách khác, khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Hoàng tái nhợt. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm. Trực tiếp cầm lấy bình pha lê và bước lên đò. Anh quay lại nói với Nghê Hoàng, cô Nghê, đưa tôi đến đây là được rồi. Tôi một mình tới minh giới, cô không cần mạo hiểm đi theo. Nghê Hoàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thật sự là quá mạo hiểm. Ở một bên đang xếp hàng khác, đôi mắt của một cô gái giấu dưới chiếc áo choàng đang lấp lánh ánh sáng, sau khi nhìn thật kỹ Diệp Bắc Minh. Cô ta rời khỏi hàng ban đầu, đi về hướng bên này. Lão giả lại ẩn mình vào chiếc áo choàng rộng thùng thình, vô hồn nhả ra một câu, sinh thần bát tự. Cô gái liếc nhìn Diệp Bắc Minh trên chiếc thuyền, nói, Lịch Thiên Khuê, ngày 7 tháng 9 năm 387. Lão giả thắp lên một ngọn nến trắng. Sau khi cô gái cầm nến minh trúc thì bước nhanh lên thuyền. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo choàng tím bước đến, lên thuyền cùng với hơn chục người theo sau. Một người đàn ông với gương mặt chữ quốc dẫn đầu, theo sau là 5 người nam nữ. Trên người mỗi người đều có một cỗ khí tức bí ẩn, một bộ dạng khác hẳn với người thường. Đủ người rồi, xuất phát. Lão giả giận dữ phun ra một câu. Chiếc nạng trong tay lão giả nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền, hướng về phía minh giới đối diện. Chiếc thuyền lướt đi vài trăm mét rồi từ từ dừng lại. Người thanh niên mặc áo choàng tím nháy mắt, một thanh niên khác từ từ đi về phía Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân trên thuyền. Hắn huýt sáo với vẻ trịch thượng, suy suy, suy, thằng nhóc, này, chính là mày đấy. Đi chèo thuyền đi. Nói xong hắn chỉ vào mái chèo. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi chỉ có một người, các người cộng lại có hơn 10 người. Sao lại đến lượt tôi phải chèo nhỉ? Thanh niên cười đều một tiếng, nói, nhóc con, cũng biết là mày chỉ có một mình à. Chỉ là cảnh giới thần hoàng nhỏ nhoi, cũng dám cãi lại tao. Ông đây sẽ cho mày một cơ hội nữa. Đi, chèo, thuyền. Lời nói vừa dứt. Rào. Một tiếng động lớn vang lên, thi thể thanh niên kia nổ tung tại chỗ, máu nhuộm đỏ cả boong thuyền. Bịch, bịch, bịch. Những người trên thuyền đều kinh hãi đứng bật dậy, không ngờ Diệp Bắc Minh lại sát phạt quyết đoán đến thế. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh trực tiếp đứng dậy. Anh bước tới trước mặt thanh niên mặc áo choàng tím kia và nói, là mày tìm tao rắc rối đúng không? Thanh niên áo tím trưng ra vẻ thờ ơ, thằng nhóc, con mắt nào của mày nhìn thấy tao soi mói mày? Là hắn ta tự mình tìm mày, bắt mày chèo thuyền, bổn công tử cũng không nói lời nào nhé. Ha ha! Diệp Bắc Minh mỉm cười, giơ tay hướng về phía người kia. Thanh niên áo choàng tím nheo mắt lại, mày đang muốn chết sao? Hắn ta đang ở cảnh giới chân quân chu kỳ, chỉ một thằng danh thần hoàng cũng dám ra tay với hắn sao? Hắn ta giơ tay hướng về phía cổ tay Diệp Bắc Minh, chuẩn bị phế đi bàn tay của anh. Trong nháy mắt, hai bàn tay chạm nhau,
ngón tay của thanh niên áo choàng tím nổ tung tại chỗ, Diệp Bắc Minh nhanh như chớp đã tóm lấy cổ hắn. Từ từ nâng lên cao. Cảm giác nghẹt thở dần ập đến. Ngọn nến minh trúc trong tay hắn ta không ngừng rung lắc, có thể tắt bất cứ lúc nào. Mày dám làm vậy với tao? Thanh niên áo choàng tím kinh hãi hét lên, tao là người của nhà họ Hà ở Đại Lục Lăng Tiêu, mày dám? Diệp Bắc Minh ném thanh niên mặc áo choàng tím ra xa, khiến hắn đập mạnh hắn xuống sàn thuyền, hắn ta lăn lông lốc đến bên cạnh mái chèo. Chèo thuyền, hoặc chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh niên mặc áo choàng tím run rẩy, ánh mắt của người trước mặt này lạnh lùng đến đáng sợ. Trực giác mách bảo hắn, nếu không chèo thuyền, hắn ta thực sự sẽ chết. Hắn ta vội vã cầm lấy mái chèo, dùng sức chèo thật mạnh. Hơn 10 người đi cùng thấy vậy, định bước tới giúp đỡ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, các người ai dám giúp đỡ, tao sẽ vặt đầu hắn xuống. Lời này vừa nói ra, không ai còn dám cử động nữa. Người đàn ông có khuôn mặt chữ quốc liếc nhìn Diệp Bắc Minh, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, người thanh niên này, cậu có thiên phú không tồi, tôi tên là Lục Thanh Phong, đến từ Vô Cực Tông của thế giới bản nguyên. Cậu có hứng thú gia nhập Vô Cực Tông của chúng tôi không? Con mẹ nó! Thế giới bản nguyên! Vô Cực Tông! Bà nó chứ! Thanh niên áo choàng tím nghe được lời này, toàn thân lập tức run lên vì kích động. Hắn ta buột miệng nói, Lục tiền tối! Tôi tên là Hà Đức Bản, tôi. Cút. Lục Thanh Phong phun ra một câu. Hà Đức Bản cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, tai ù đi, cả người đột nhiên bay ra ngoài. Lục Thanh Phong không thèm nhìn hắn ta mà vẫn mỉm cười với Diệp Bắc Minh. Chàng thanh niên này, cậu là một hạt giống tốt, cân nhắc một chút. Diệp Bắc Minh quay lại chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, không thích. Lục Thanh Phong cau mày. Năm người thanh niên đứng phía sau không nhịn được. Một người mặc áo trắng trong số đó hét lên giận dữ, nhóc con, đừng có không biết điều. Thôi đi. Lục Thanh Phong trực tiếp ngăn cản người này tiếp tục nói, lắc lắc đầu. Người áo trắng lạnh lùng liếc Diệp Bắc Minh một cái, đè xuống cơn lửa giận trong lòng. Bốn người còn lại cũng cười nhạo không thôi. Một giờ sau, thuyền cập bến. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao xuống khỏi thuyền, biến mất trong bóng tối. Thanh niên mặc áo choàng tím hét lên, mẹ nó. Đừng để hắn ta trốn mất, nhanh, liên lạc với anh trai tao ngay, tao muốn nó phải chết. Một hơi lao đi mấy chục dặm, Diệp Bắc Minh lập tức ra lệnh, tiểu tháp, mau tìm kiếm tung tích của cha mẹ tôi và bảy sư tỷ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, nhóc con, cậu có nhìn thấy những đám sương mù ma quái đang lơ lửng trên không trung kia không? Nó gây cản trở rất lớn đến tốc độ tìm kiếm của bổn tháp. Trước mắt, thần hồn của tôi chỉ có thể dò tìm trong bán kính trăm dặm. Muốn lục soát toàn bộ minh giới, sợ rằng một hai ngày là không đủ. Đài luân hồi rất đơn giản, nó nằm ở nơi sâu nhất của minh giới, về phần cha mẹ của cậu. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, cha mẹ, hai người rốt cuộc đang ở nơi đâu? Đột nhiên, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, có người tới rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, liền sau đó ẩn mình vào trong bóng tối. Một lát sau, một bóng người vội vàng chạy tới, hả? Người đâu, chạy nhanh thế làm gì? Người ta cũng đâu có ăn thịt anh. Chính là cô gái đó. Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh băng từ phía sau vang lên, là cô. Cô đi theo tôi làm cái gì? Cô gái vội vã ngoảnh đầu lại, vỗ ngực thở phào một hơi, anh dọa sợ tôi rồi đó, sao lại đột nhiên trốn đi vậy? Về phần tại sao lại đi theo anh, đương nhiên là muốn kết bạn đồng hành rồi. Minh giới không hề an toàn, càng đi sâu càng nguy hiểm. Đi cùng nhau chắc chắn sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Dứt lời anh liền đi thẳng về một hướng. Này, cô gái nhanh chóng bước lên trước chặn đường Diệp Bắc Minh, nếu không phải tôi thấy thực lực của anh không tồi thì còn lâu tôi mới tìm anh lập nhóm. Diệp Bắc Minh lười để ý tới cô ta. Trực tiếp phớt lờ. Cô gái khoanh tay trước ngực, hét vào bóng lưng của Diệp Bắc Minh, nhất định là người thân của anh đã qua đời. Anh không thể chấp nhận được sự thật nên mới tới minh giới phải không? Minh giới rộng lớn đến mức anh không thể tưởng tượng được đâu, anh cứ mù quáng tìm kiếm như vậy thì không biết tới tháng năm nào mới tìm được người muốn gặp. Diệp Bắc Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ. Nhưng tôi lại có cách. Quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng lại bước chân. Quay đầu. Lạnh nhạt nhìn cô gái đó hỏi, cách gì? Hừ. Cô gái hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo đáp,
vừa rồi tôi cầu xin anh lập đội nhưng anh nghĩ cũng không thèm nghĩ đã từ chối rồi. Bây giờ lại muốn tôi chỉ cách, nào có chuyện tốt như vậy, anh cầu xin tôi đi. Không nói thì thôi vậy. Diệp Bắc Minh trợn mắt, xoay người liền rời đi. Ngay cả tháp Càn Khôn trấn ngục cũng không có cách, anh không tin người trước mắt này lại có thể làm được. Chắc chắn là đang lừa gạt anh. Thấy Diệp Bắc Minh thực sự muốn rời đi, cô gái lập tức sốt ruột, này, được rồi. Tôi nói cho anh biết. Lời này vừa vang lên. Cô gái vỗ nhẹ vào chiếc túi ma thú đeo ở eo, một bóng đen lập tức lao ra. Gâu gâu. Đây là một chú chó con màu đỏ như máu, bộ lông của nó tỏa ra một tầng ánh sáng kỳ dị nổi bật giữa luồng ma khí xám xịt, dường như ma khí xung quanh đều đang dần ngưng tụ lại. Nhưng lại không xâm nhập vào trong thân thể của chú chó đó. Chó địa ngục. Diệp Bắc Minh sững người. Thứ trước mặt anh vậy mà là một con chó địa ngục. So với chó địa ngục của bản thân thì nhỏ hơn một nửa. Hơn nữa cũng không hung tợn và đáng sợ như chó địa ngục của anh. Nghe thấy tiếng than ngạc nhiên này của anh, gương mặt của cô gái ngập tràn ngạo nghễ, hừ, anh vẫn có chút kiến thức đó. Không sai, đây chính là chó địa ngục cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn vô cùng đặc biệt, nó có thể không bị hạn chế bởi dương giới và minh giới, có thể tự do đi lại. Nghe nói chó địa ngục còn là thú cưng của minh vương Hades, nó có thể nuốt chửng tất cả quái vật. Đối với những vật tà ác kia càng là trấn áp tuyệt đối. Càng quan trọng hơn nữa là, nó có thể ngửi được mùi, sinh khí, chỉ cần anh có đồ vật của người mình cần tìm, nó có thể giúp anh tìm ra vị trí của người đó. Cô gái nói đầy hùng hồn. Diệp Bắc Minh hai mắt sáng rỡ, tôi nhớ ra rồi, trước đó khi tôi bị truy lùng bọn họ lợi dụng chó địa ngục mới tìm được vị trí của tôi. Tiểu Tháp, sao ông lại không nghĩ tới điều này vậy? Tháp Càn Khôn trấn ngục tức giận phàn nàn, nhóc con, tôi cũng không phải vạn năng. Tôi làm sao biết được năng lực của con chó địa ngục con còn đó đây? Tôi cũng chưa từng nuôi qua chó địa ngục bao giờ. Hi hi, còn có chuyện mà chú Tháp đây không biết à, Kiếm Càn Khôn trấn ngục cười cười nói. Diệp Bắc Minh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, tiểu hỏa, ra đây. Chó địa ngục lao ra khỏi túi Càn Khôn. Chạy nhanh đến bên cạnh chân Diệp Bắc Minh như một làn khói, lắc lắc đầu. Chó địa ngục, sao anh cũng có chó địa ngục vậy, cô gái tỏ vẻ không dám tin. Đột nhiên, gâu, chó địa ngục sủa lên một tiếng, giống như phát hiện con chó địa ngục bên cạnh cô gái, nó lao nhanh tới. Hai con chó địa ngục đánh hơi lẫn nhau, sau đó con chó của cô gái hơi cúi thấp xuống. Con chó địa ngục của Diệp Bắc Minh đặt hai chân lên người con chó của cô gái. Giây tiếp theo. Hình ảnh quá đẹp, không thể miêu tả được. À, chúng mày đang làm gì vậy? Cô gái kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng lên, dùng hai tay che mắt. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, mẹ kiếp. Đừng ngây ra nữa, nhanh chóng tách bọn chúng ra, cô gái lo lắng dậm chân. Diệp Bắc Minh cũng vội vã hô lên, tiểu hỏa, quay lại ngay. Sâu trong một thung lũng tối tăm, bốn bề được bao quanh bởi những ngọn núi cao. Một tế đàn màu đen có đường kính trên 100 mét đang rung lắc dữ dội. Các khe hở của tế đàn này sớm đã tràn ngập máu tươi màu tím, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Một nam một nữ đang ngồi bắt chéo chân đối diện với nhau. Chính là Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền. Trên cổ tay hai người đều có vết thương. Máu tươi từ đó chảy vào những kẽ hở của tế đàn. Phía dưới tế đàn, một thanh niên sắc mặt lạnh lùng lên tiếng, sự kiên nhẫn của tôi đã đến cực hạn. Suốt một năm qua, hai vợ chồng các người đã đi theo bổn công tử lang thang trong u minh giới này. Tất cả các di tích cổ trong đây hầu như đã tìm kiếm một lượt, nếu như hôm nay còn không tìm thấy đồ mà tộc thiên ma để lại, các người cứ chờ chết ở đây đi. Trên tế đàn, Huyền ca, em sắp không kiên trì được nữa rồi. Sắc mặt Diệp Thanh Lam trắng bệch, đôi môi run rẩy. Mái tóc tím của Dạ Huyền lay động, đôi mắt đỏ ngầu toàn tia máu, Lam Nhi, đều tại anh không tốt. Nếu không phải anh nhất quyết muốn đến U Minh giới, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Diệp Thanh Lam cười yếu ớt, Huyền ca, đã lựa chọn gả cho anh, em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Gánh nặng của hoa tộc giao cho thần nhi em rất yên tâm, nhưng một mình anh gánh vác cả thiên ma tộc, như vậy thật sự quá mệt mỏi. Em là vợ anh, không giúp anh thì giúp ai? Ánh mắt Dạ Huyền khẽ động, thần nhi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dạ Huyền hít sâu một hơi. Truyền âm cho vợ mình, Lam Nhi, chúng ta rất có thể sẽ chết ở đây. Bởi vì nơi này thật sự là... Diệp Thanh Lam thất kinh, cái gì? Huyền ca,
Chúng ta không phải đã đồng ý, đưa Hà Tinh Hà tìm di tích giả sao? Sao, sao anh lại dẫn hắn ta đến nơi có di tích thật vậy? Ánh mắt Dạ Huyền ngưng trọng, anh cũng không rõ nữa. Nhưng em nhìn xem, sau khi máu của hai người chúng ta nhập vào tế đàn. Thì tế đàn này đã có phản ứng, có khả năng chúng ta đã thật sự tìm thấy di tích mà thiên ma tộc để lại rồi. Cũng có lẽ đây là ý trời, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không thấy, thế mà giờ đi bừa vào đây lại tìm được. Điều này, Diệp Thanh Lam há hốc miệng, sửng sốt không thôi. Cái này cũng trùng hợp quá đi. Lúc này, một thanh niên mặc áo choàng tím cùng đám người xông về phía này. Anh, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Anh tìm thấy thứ đó chưa? Sao em lại tới đây? Hà Tinh Hà cau mày, không phải bảo em ở nhà chờ sao? Hà Đức Bản cười nói, em ở nhà chán quá. Hà Tinh Hà lắc đầu, nếu đã đến rồi, vậy thì cùng nhau đợi thôi. Được à? Hà Đức Bản im lặng đứng bên cạnh Hà Tinh Hà, tùy ý nhìn về phía tế đàn. Vừa nhìn lên đó, hắn ta không nhịn được mà ngẩn người. Ánh mắt của hắn ta rơi trên người Diệp Thanh Lam, mẹ kiếp. Anh, người phụ nữ kia là ai vậy? Hà Tinh Hà nghi hoặc hỏi, sao? Em biết bà ta à? Hà Đức Bản thiếu chút nữa nhảy dựng lên, anh, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai vậy? Bà ta trông rất giống một người, ít nhất là giống đến 7 tháng 8 phần. Nói đến thằng nhóc đó em lại điên, vừa nãy lúc qua sông Hoàng Tuyền, có một thằng nhãi giống hệt người phụ nữ này. Hắn không những giết một thủ hạ của em, lại còn làm tay em bị thương. Nói xong, Hà Đức Bản đưa ra bàn tay vẫn giấu trong tay áo ra. Chiếc băng quấn đã thấm đẫm máu. Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền trên tế đàn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người này, toàn thân run rẩy. Lẽ nào Minh Nhi đã tới đây? Hai người vừa vui mừng vừa sợ hãi. Minh Nhi, sắc mặt Hà Tinh Hà trong nháy mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía bàn tế đàn, nói như vậy thì, hai người còn một đứa con trai đúng không? Diệp Thanh Lam cảm thấy không ổn, vội vàng lấy lại bình tĩnh nói, Hà công tử, con trai gì cơ? Cậu nghe nhầm rồi. Có phải nghe nhầm hay không, chờ một chút nữa là biết thôi. Hà Tinh Hà thâm thúy nói. Sau đó, hắn đưa ra một mệnh lệnh, người đâu? Công tử. Hai ông lão đứng quanh tế đàn màu đen nhanh chóng bước tới trước mặt Hà Tinh Hà, cúi gập người. Hà Tinh Hà chỉ vào Hà Đức Bản, đi theo thiếu gia, bắt thằng nhóc kia về đây, tốt nhất là hắn ta không nên phản kháng. Nếu như hắn dám phản kháng, cứ đem thi thể về đây là được. Vâng. Hai ông lão bước nhanh đến phía sau Hà Đức Bản. Chúng ta đi. Trên mặt Hà Đức Bản hiện lên một tia âm u, danh con, mày chết chắc rồi. Hắn chắc hẳn đang ở gần đây. Không xa lắm đâu. Diệp Thanh Lam lòng như lửa đốt. Hai lão già kia đều ở cảnh giới thiên quân trung kỳ. Lúc hai người họ rời đi, thần nhi còn cách hai người đó ít nhất mười mấy cảnh giới. Cho dù là đã qua một năm, sức mạnh của thần nhi được nâng cao. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người. Huyền ca. Sắc mặt Diệp Thanh Lam đột nhiên trở nên tái nhợt, nắm chặt lấy tay Dạ Huyền. Dạ Huyền không nói gì. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào Hà Tinh Hà, Hà công tử, nếu tôi nói cho cậu biết, dưới tế đàn này có lối đi đến nơi cất giữ đồ vật kia của thiên ma tộc, cậu có thể tha cho con trai tôi không? Chờ chút. Hà Tinh Hà giơ tay lên. Anh! Hà Đức Bản dừng lại. Hà Tinh Hà không hề để ý tới hắn ta, ánh mắt có chút kích động nhìn về phía hai người Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền, nếu như lời hai người nói là thật. Bổn công tử có thể đảm bảo con trai các người không những an toàn. Mà còn có thể thưởng cho hắn một vận may bất ngờ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải thật sự tìm được thứ tôi muốn. Nói đến đây, âm thanh của hắn ta trở nên lạnh lẽo, nếu không, tôi sẽ khiến một nhà các người đoàn tụ. Sắc mặt Dạ Huyền cực kỳ khó coi, được, hy vọng cậu giữ lời. Vừa dứt lời, Dạ Huyền phun ra một ngụm máu, chính vào vị trí tế đàn màu đen. Rầm rầm rầm, thung lũng đột nhiên rung động dữ dội, giống như động đất. Phù văn trên tế đàn đen phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ, giống như núi lửa phun trào, phù văn được khắc trên đó lần lượt phát sáng, dần ngưng tụ thành một cỗ sức mạnh huyền bí. Giây tiếp theo, rầm rầm, một âm thanh trầm thấp vang lên. Tế đàn đen vậy mà lại xuất hiện một vết nứt hình chữ S, giống như hoa văn của Thái Cực Quyền. Một hang động tối tăm xuất hiện trước mắt, dẫn thẳng xuống lòng đất. Ầm, trong hang động, ma khí giống như sóng thần ào ạt trào ra. Nồng đậm đến mức không thể tan. Quả nhiên, là thật, ông không lừa tôi.
Hai mắt Hà Tinh Hà mở to, hưng phấn đến nỗi toàn thân run lên, ha ha ha, xem ra sự cố gắng một năm qua cũng không uổng phí, thứ đó của tộc Thiên Ma lại thật sự bị bỏ quên trong minh giới này. Chỉ cần đạt được vật đó, ma công đại thành, ta có thể đột phá xiềng xích của cảnh giới thần quân. Mấy lão giả đi cùng tiến lên, chúc mừng công tử. Hà Đức Bản cũng vô cùng kích động nói, anh, ma công của anh cuối cùng cũng đại thành rồi sao? Hà Tinh Hà cười nhạt, đi, đem thằng nhóc kia về đây. Vâng ạ. Hà Đức Bản cười danh ma, gật đầu. Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền biến sắc, Hà Tinh Hà, cậu nói lời mà không giữ lời. Hà Tinh Hà cười cợt lắc đầu, có trách thì trách các người quá ngây thơ, bổn công tử làm việc gì cũng không muốn lưu lại hậu họa. Nếu như con trai hai người không đến minh giới, bổn công tử cũng lười đi tìm hắn. Ai bảo hắn mò tới đây, lại còn đánh thương em trai tôi chứ? Cậu! Hai người cực kỳ phẫn nộ. Hà Tinh Hà nhẹ giọng quát lên, đừng nói nhảm nữa, mau đi dò đường. Một luồng ánh sáng đen bay ra, hất bay Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền. Hai người trực tiếp bay thẳng vào hang động sâu. Con trai của bọn họ giao cho ông đấy, nhổ cỏ nhổ tận gốc, bất kể sống chết, Hà Tinh Hà dặn dò một câu. Sau đó đưa theo hai lão giả đi sâu vào bên trong hang động. Một giờ sau, Diệp Bắc Minh và cô gái tỏ vẻ bất lực. Còn bao lâu nữa, cô gái mặt mày đỏ bừng, hai người đã vô số lần thử tách hai con chó địa ngục ra, nhưng vẫn không thành. Họ dứt khoát bỏ cuộc, tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại qua nửa tiếng nữa, tiểu hỏa giãy giụa một hồi, miễn cưỡng rời khỏi người con chó địa ngục cái. Gâu gâu! Sau khi đã làm xong tất cả, tiểu hỏa mới ngẩng cao đầu và quay lại bên cạnh Diệp Bắc Minh. Giống như muốn tranh công lãnh thưởng. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, mày ấy. Cô gái thấy vậy, nhanh chóng lao tới chỗ con chó địa ngục cái, nhét nó lại vào túi ma vật. Nói thế nào cũng không đồng ý thả nó ra nữa. Tiểu hỏa, lần sau đừng như vậy nữa, Diệp Bắc Minh cảnh cáo. Suy nghĩ một chút, anh lấy ra hai bộ quần áo trẻ em. Chính là quần áo mà Diệp Thanh Lam để lại trong nhẫn chữ vật cho anh lúc bé. Nhiều năm trôi qua, Diệp Bắc Minh vẫn giữ nó bên cạnh. Tiểu hỏa, trên này có mùi của mẹ tao không? Chó địa ngục bước lên trước và đánh hơi. Gâu gâu! Đôi tai nó chợt dựng thẳng lên. Mày chắc chắn đó là khí thức của mẹ tao chứ? Và lại mày còn biết đang ở đâu? Diệp Bắc Minh kích động hỏi. Gâu, gâu! Chó địa ngục lại sủa lên hai tiếng. Ở gần đây sao? Được, dẫn tao đi, Diệp Bắc Minh không chút do dự mà đi theo tiểu hỏa. Cô gái thấy vậy giận dữ hét lên, này, anh là loại người gì thế, phải chịu trách nhiệm chứ, này. Nơi này u ám như vậy, đừng để tôi lại một mình. Cô gái nhanh chóng đuổi theo. Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, anh dùng toàn lực lao đi. Tốc độ của cô gái này so với anh, kỳ thật không chậm hơn là bao, cô còn đi theo tôi làm gì. Cô gái tức giận nói. Con chó địa ngục của anh phải chịu trách nhiệm chứ. Ăn sạch rồi đòi phủi đít bỏ đi à. Thôi vậy, cô muốn đi theo thì đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu có nguy hiểm, tôi không bảo vệ cô được đâu. Hai người vừa lao đi khoảng 100 dặm thì nhìn thấy phía trước một đám người đang lao về phía này. Thanh thế rất lớn. Có người. Cô gái giật mình. Khi Diệp Bắc Minh nhìn rõ hình dáng của người đối diện, bên kia cũng phát hiện ra anh. Ha ha, thằng danh này. Thật trùng hợp, ông đây vừa đúng lúc muốn tìm mày, không ngờ mày lại tự tìm đến tận cửa, Hà Đức Bản nở nụ cười tàn nhẫn. Vội vã như vậy là muốn đi đâu đây? Lẽ nào muốn đến lo ma chay cho cha mẹ mày? Hai lão giả thiên quân bên cạnh cùng mười mấy tên tùy tùng lần lượt tản ra. Bao vây Diệp Bắc Minh và cô gái, một con kiến cũng chui không lọt. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, mày đã gặp bố mẹ tao. Hà Đức Bản lộ ra nụ cười xấu xa. Chẳng những gặp qua, ông đây còn biết cha mẹ mày sắp chết rồi. Mẹ kiếp! Phẫn nộ trong lòng Diệp Bắc Minh bùng nổ, thân hình như tia chớp lao nhanh về phía trước. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hà Đức Bản. Bốp! Vung ra một cái tát. Một bên má của Hà Đức Bản nổ tung, mười mấy chiếc răng bay ra tại chỗ, gương mặt anh Tuấn trực tiếp bị biến dạng. Thân thể càng thảm hơn, giống như một con chó chết bị ném xuống đất. Hai lão giả thiên quân ngây người sửng sốt. Tốc độ thật nhanh. Chỉ một cảnh giới thần hoàng mà thôi, lại có thể khiến bọn họ không kịp phản ứng. Giây tiếp theo. Giết, 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 giết cho tôi. Tiếng gầm như chó điên của Hà Đức Bản đánh thức hai người kia. Nhóc con,
cho dù tốc độ của mày có nhanh đến thế nào, thì cũng chỉ là cảnh giới thần hoàng mà thôi, đứng trước mặt hai người chúng tao chẳng khác gì một con kiến. Hai lão giả bước tới phía trước, giơ tay lên. Vậy mà có thể dùng thần lực ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, huyết long trực tiếp xông ra. Đây là cái gì? Hai lão giả sửng sốt. Dầm! Hai lão giả cảnh giới thần quân lại không chặn được một kiếm, cơ thể nổ tung tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi. Dư âm còn lại của vụ nổ vẫn tiếp tục sao động. Ầm, ầm, ầm. Tiếp sau đó mười mấy tên tùy tùng cũng lần lượt nổ tung, không thể chống cự. Mày, làm sao có thể? Đồng tử Hà Đức Bản kịch kiệt co lại, kinh hãi nhìn một màn trước mắt này. Diệp Bắc Minh đáp xuống trước mặt hắn ta, dùng giày dẫm lên đầu hắn ta hỏi, nói, có phải mày đã gặp cha mẹ tao không? Họ đang ở đâu, có phải đang gặp nguy hiểm không? Mặt Hà Đức Bản lập tức đỏ bừng. Gào lên như người điên, con mẹ mày. Mày dám đối xử như vậy với tao à? Anh trai tao đang ở gần đây, mày mà dám động vào một cọng lông của tao. Câu nói còn chưa xong. Diệp Bắc Minh đã một cước đá vào đan điền của Hà Đức Bản. Bịch, một âm thanh âm trầm vang lên, thân thể dưới đan điền của Hà Đức Bản nổ tung. Chỉ còn lại thân trên. Á! Hà Đức Bản lập tức kêu lên như một con heo bị làm thịt, thằng điên. Mày là một thằng điên. Anh, cứu em, mau cứu em với. Cô gái theo phía sau nghẹn họng. Diệp Bắc Minh nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, hiền lành vô hại. Ai ngờ ra tay lại tàn nhẫn máu lạnh như thế. Có điều nghĩ kỹ thì việc này có liên quan đến sự an toàn của cha mẹ anh, hành động như vậy cũng là bình thường. Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm. Ánh đỏ như máu trong mắt anh dần biến mất. Siêu hồn. Hự. Trong khoảnh khắc thần niệm sắp đi vào thức hải của Hà Đức Bản. Một cỗ máu tươi xông ra, ngưng tụ thành hình dáng một người thanh niên. Thằng nhóc, mày dám làm hại em trai tao, muốn chết ư? Huyết ảnh trầm giọng hét lên, vậy mà lại chủ động đánh một quyền về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vung tay đánh trả, năng lượng bùng phát. Huyết ảnh sao động, dần nhạt đi. Anh, mau cứu em với, mau cứu em, hu hu hu, em hối hận rồi, em không nên ra ngoài. Hà Đức Bản khóc lóc thảm thiết nói, em không muốn chết. Hu hu hu. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, giẫm chân lên đầu Hà Đức Bản, nói, cha mẹ tao đang ở đâu? Nếu không, em trai mày sẽ hóa thành xương máu. Ánh mắt Hà Tinh Hà lạnh lùng, thằng danh, mày còn dám động vào em trai tao lần nữa, tao bảo đảm đời này mày sẽ không bao giờ nhìn thấy cha mẹ mình nữa. Đồng thời, tao sẽ khiến cha mẹ mày mất đi cơ hội đầu thai thành người. Nếu không tin, mày cứ thử coi. Cha mẹ mày đang ở đây. Không sợ thì lao tới. Huyết ảnh biến mất. Sau đó biến thành một tấm bản đồ, ở giữa có đánh dấu một vị trí. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh cực kỳ phẫn nộ, ma khí sau lưng sao động như sóng thần, một cỗ sát ý đáng sợ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy phần. Anh cầm lấy thân thể tàn phế của Hà Đức Bản, chó địa ngục, chúng ta đi. Họ lướt đi giống như sao băng. Cùng lúc đó, trong hang động, sắc mặt Hà Tinh Hà trở nên cực kỳ khó coi, đáng chết. Thằng nhãi kia lại có năng lực giết chết cảnh giới thiên quân. Hắn ta có thực lực gì? Thiên quân đỉnh phong, hay là giống mình, thần quân chu kỳ? Không cần biết mày là cảnh giới gì, dám làm tổn thương em trai tao đều phải chết. Trong cơn nóng giận, một cái tát phun ra. Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền bị bắt lại, sau đó bị tát bay ra ngoài, đập mạnh vào vách đá của hang động một cách đáng thương. Phụt, phụt. Hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. Lam Nhi. Dạ Huyền bò đến bên cạnh Diệp Thanh Lam, đỡ bà ấy đứng dậy. Sắc mặt Diệp Thanh Lam tái nhợt, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Huyền ca, anh có nghe thấy không? Con trai chúng ta đã có thể giết chết cảnh giới thiên quân rồi. Mới có một năm ngắn ngủi, sự tiến bộ của Minh Nhi thật đáng kinh ngạc. Hai mắt Dạ Huyền đỏ bừng, kiên định gật đầu, nếu không phải lúc em sinh Minh Nhi phải chịu đựng sự tổn thương quá lớn. Thiên tài này nhất định sẽ là em. Hai người nên tự quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Ánh mắt Hà Tinh Hà lạnh lùng hơn bao giờ hết, lãng phí bổn công tử một năm, bây giờ lại làm cho em trai ta bị thương nặng như vậy. Đợi con trai các người đến đây, ta nhất định sẽ khiến cho hắn ta biết như thế nào là tuyệt vọng thật sự. Muốn gặp lại con mình thì nhanh chóng tiến về phía trước cho ta. Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền nhìn đối phương.
im lặng dìu nhau, đi về động sâu phía trước. Một khắc sau, một nhóm người bước vào một đại sảnh khổng lồ màu đen. Cung điện bằng đá rất lớn, bên trong có khắc những phù văn ma quỷ phức tạp, ở khu vực giữa còn có một bệ nhỏ. Trên đài còn có một thanh ma đao có vẻ ngoài hung dữ treo lơ lửng giữa không trung, phát ra thứ ánh sáng kỳ quái. Một lượng lớn ma khí phát ra từ thanh đao kia. Vãi, thủy tổ ma đao. Hà Tinh Hà không nhịn được mà chửi thề, mặt đỏ bừng lên vì kích động, không ngờ thủy tổ ma đao trong truyền thuyết lại có thật. Ông đây tìm thấy rồi, ha 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 ha. Công tử, còn có điều ngạc nhiên hơn nữa. Đột nhiên, một lão giả áo trắng bên cạnh hắn ta lên tiếng. Ồ, ngẩng đầu lên nhìn. Hà Tinh Hà nhìn theo ánh mắt của lão giả mặc áo trắng, chỉ thấy trên đỉnh mái vòm cao 100 mét của đại điện, có một khối khí màu đen đang đung đưa trên đó. Đám khí đó không lớn, đường kính chỉ khoảng 1 mét. Nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không thể phát hiện ra nó. Nhưng mà, vào giây phút Hà Tinh Hà nhìn thấy đám khí thể này, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Hắn suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ôi, con mẹ nó chứ, mặt hắn ta đỏ bừng, tim cũng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lão Chu. Đây là khí hỗn độn, dòng khí hỗn độn trong truyền thuyết đó sao? Lão Chu cười gật đầu nói, chúc mừng công tử, chính là dòng khí hỗn độn. Trời đất ơi! Hà Tinh Hà không thể kiềm chế được trái tim xúc động nữa, dòng khí hỗn độn lại bị mình tìm được, mặc dù chỉ có một khối, nhưng cũng đủ rồi. Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền đều là vẻ mặt khiếp sợ. Không ngờ ở đây lại có dòng khí hỗn độn. Công tử, nhanh thu dòng khí hỗn độn vào đi, lão Chu nhắc nhở. Được. Hà Tinh Hà lúc này mới phản ứng lại, bay lên trên không trung, trực tiếp thu dòng khí hỗn độn vào trong nhẫn chữ vật. Sau khi làm xong tất cả, Hà Tinh Hà vẫn cảm thấy không chân thực, cứ như một giấc mơ vậy, chỉ cần hoàn toàn hấp thu dòng khí hỗn độn này. Bổn công tử dùng nó, đừng nói đến đại lục Lăng Tiêu, cho dù là thế giới bản nguyên đi nữa, ta cũng sẽ trở thành người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ. Hà Tinh Hà rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn ta bước một bước lên bục nhỏ bằng đá của cung điện, giơ tay lên. Nắm lấy thủy tổ ma đao trong tay, một cỗ sức mạnh cực kỳ lớn đánh bật lại. Thủy tổ ma đao giãy giụa và thoát ra ngoài. Hà Tinh Hà trầm giọng hét lớn, còn muốn phản kháng sao? Đầu hàng cho ta. Thân ảnh hắn lóe lên đuổi theo. Thủy tổ ma đao rung chuyển, cỗ khí tức như sóng thần ấy quét qua người hắn ta. Hà Tinh Hà vươn tay định nắm lấy nó, một cỗ ma khí màu tím từ trong thân thể hắn trào ra, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, muốn bóp tan khí tức bạo phát của thủy tổ ma đao. Thủy tổ ma đao biết mình không phải là đối thủ của Hà Tinh Hà liền xoay người chạy trốn. He he, thứ mà ông đây nhìn chúng, mày có thể chạy thoát sao? Bàn tay hắn ta bắt lấy. Lòng bàn tay khổng lồ được ngưng tụ bằng ma khí màu tím, nắm chặt lấy thủy tổ ma đao không buông. Hà Tinh Hà bước lên, nắm lấy chuôi thủy tổ ma đao, đầu hàng cho ông, hoặc ông đây sẽ phá hủy mày. Thủy tổ ma đao giãy giụa mấy cái rồi hoàn toàn im lặng. Hà Tinh Hà nhổ lên đao một ngụm máu, trực tiếp liên kết với thần hồn của mình. Chúc mừng công tử. Ba người lão Chu đồng thanh mở miệng chúc mừng. Ha ha ha. Hà Tinh Hà nghịch thủy tổ ma đao, nhìn hoa văn trên thân đao, yêu thích không thôi, thật là một thanh đao tốt. Thật tốt, chỉ là không biết giết người có nhìn thấy máu không. Đột nhiên, lão Chu cau mày nói, công tử, trận pháp ở cửa động đã bị phá hủy. Thằng danh đó tới rồi. He he. Hà Tinh Hà nheo mắt nhìn hướng Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền, nếu sau khi thằng danh đó đến, phát hiện ra cha mẹ mình đã bị chặt đầu, không biết hắn có kinh ngạc không nhỉ? Hắn không hề do dự, giơ thủy tổ ma đao lên chém về phía hai người. Vút! Đao khí hung hãn lao tới. Lam Nhi mau tránh ra. Dạ Huyền gầm lên một tiếng, không chút do dự đứng trước mặt Diệp Thanh Lam, toàn bộ sức mạnh của ông ta ngưng tụ thành hư ảnh một con thiên ma thượng cổ. Dầm! Khoảnh khắc nó tiếp xúc với đao khí, hư ảnh của thiên ma thượng cổ lập tức nổ tung. Đao khí còn sót lại hung hãn đánh mạnh một quyền vào ngực Dạ Huyền, rắc rắc một tiếng, xương ức hoàn toàn vỡ nát. Dạ Huyền bay ra ngoài, đập lên người Diệp Thanh Lam, cả hai lăn tại chỗ mấy chục mét. Vệt máu cũng bị kéo trên đất. Đồng thời cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đi sâu vào trong động, bên tai vang lên tiếng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cậu nhóc, cha mẹ cậu gặp nguy hiểm. Ảnh Thuấn! Ảnh Thuấn! Diệp Bắc Minh như phát điên gầm lên. Dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía sâu trong động, dùng một bước đã đến cung điện đá.
vừa hay nhìn thấy cảnh cha mẹ mình thảm hại nằm trên đất, tay chân trong tư thế vặn vẹo cực kỳ tàn nhẫn, vết máu dài hàng chục mét càng làm người ta kinh hãi hơn. Hai người gần như sắp chết, chỉ còn lại chút hơi tàn. Con mẹ nó mày phải chết. Diệp Bắc Minh điên cuồng hét lên. Growl. Một tiếng rồng ngâm vang lên, chín con rồng đen phía sau cảm nhận được cơn giận của Diệp Bắc Minh, vậy mà chủ động lao ra. Diệp Bắc Minh cũng như phát điên mà bay đến, phẫn nộ đến mức quên cả dùng kiếm càn khôn chấn ngục. Anh bay tới trước mặt Hà Tinh Hà, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn ta. Rầm. Má Hà Tinh Hà nổ tung, răng văng tung tóe. Diệp Bắc Minh lại tung ra hơn chục cú đấm với tốc độ nhanh nhất. Hà Tinh Hà cuối cùng cũng phản ứng lại từ trạng thái choáng váng, thanh thủy tổ ma đao trong tay vội chém về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Tưởng chỉ mình mày có vũ khí thôi à? Hai mắt Diệp Bắc Minh thoát cái ánh lên sắc đỏ ngầu hung ác, kiếm càn khôn chấn ngục liền xuất hiện trong tay, vung mạnh ra ngoài. Đinh! Tiếng va chạm kịch liệt của kim loại vang lên. Hà Tinh Hà bị thổi bay tại chỗ, cả người đập mạnh vào bức tường của cung điện đá. Thủy tổ ma đao trong tay cũng không ngừng run rẩy, trên mép đao vậy có một vết nứt. Lưỡi đao nổ tung rồi. Sao có thể? Con người hung ác của hắn ta nheo lại, mẹ kiếp. Đây là thủy tổ ma đao tao vừa thu thập được đó. Đây là binh khí của thiên ma tộc, sao có thể bị đánh nứt? Kiếm trong tay mày rốt cuộc là thứ gì? Hà Tinh Hà không cam tâm nhìn chằm chặp kiếm càn khôn chấn ngục trong tay Diệp Bắc Minh hỏi. Thanh kiếm này trông cực kỳ mộc mạc, bề mặt còn có hoa văn rồng. Mơ hồ có một luồng khí hỗn loạn lưu chuyển trên kiếm. Không lẽ là bản thân ảo tưởng sao? Không thể nào. Nhất định đó chỉ là ảo giác. Trên thế gian nào có nhiều khí hỗn độn như vậy? Hà Tinh Hà chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, hắn hung hãn hét lên một tiếng, danh con, đi chết cho ông. Khí tức thần vương chu kỳ đột nhiên bùng nổ. Rầm rầm rầm. Thủy tổ ma đao cũng cảm nhận được sát ý nghịch thiên của chủ nhân mình, nó cũng gầm một tiếng, tỏa ra ánh sáng yêu tà bao phủ. Tiểu tháp, nổ cho tôi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh là không thể nghi ngờ. Nếu như ngày thường, anh nhất định sẽ thử một chút thực lực thần quân chu kỳ của mình. Nhưng hiện tại cha mẹ đang bị thương, anh không dám lãng phí thời gian. Trực tiếp dùng sức mạnh của tháp càn khôn chấn ngục. Giây tiếp theo. Một cỗ sức mạnh không thể ngăn cản bùng phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh, thủy tổ ma đao tuột khỏi tay Hà Tinh Hà, cắm vào bức tường đá của cung điện, không ngừng rung lên. Hà Tinh Hà càng khốn khổ hơn, hắn ta bị văng ra xa hàng chục mét. Liên tục nôn ra máu tươi trong không trung. Rầm. Hắn ta đập mạnh xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi, mày, sao có thể, vừa nãy là ai đã ra tay? Đó không phải sức mạnh của mày, là ai đang ẩn trong bóng tối? Là ai? Mau cút ra đây. Hà Tinh Hà như phát điên mà gầm lên. Ánh mắt của lão Chu ba người cũng tràn ngập kinh hoàng. Tất cả nhao nhao lao tới chắn trước mặt Hà Tinh Hà. Diệp Bắc Minh cầm kiếm càn khôn chấn ngục, giống như tử thần từng bước tiến đến, dám tổn thương cha mẹ tao, chết không oan. Câu nói này, vừa hay nhắc nhở Hà Tinh Hà. Dừng lại, nếu mày dám tiến lên trước một bước, tao lập tức giết chết cha mẹ mày. Hà Tinh Hà giơ tay lên, hai ngọn nến minh trúc đồng thời xuất hiện trong bàn tay hắn ta. Đó chính là hai ngọn nến đại diện cho thần hồn của cha mẹ Diệp Bắc Minh. Thằng danh, mày phải biết rằng, khi nến minh trúc tắt đi, có nghĩa là người đó sẽ vĩnh viễn ở lại minh giới, không thể rời đi được nữa. Hà Tinh Hà lạnh lùng đe dọa, tốt nhất là mày nên suy nghĩ kỹ, cha mẹ mày bây giờ vẫn còn là người sống. Một khi tao dập tắt hai ngọn nến này, cha mẹ mày sẽ thật sự không cứu được nữa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Thấy Diệp Bắc Minh thật sự không dám cử động nữa. Ha ha ha. Hà Tinh Hà cười hung hăng, lão Chu, phế hắn đi. Vâng, công tử. Lão Chu nhanh chóng lao tới trước mặt Diệp Bắc Minh, nhấc chân quét ngang qua, nhãi con, quỳ xuống trước mặt công tử trước đi. Một cước này hung hãn đạp mạnh vào đầu gối Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hừ lạnh nói, thả cha mẹ tao ra, tao có thể không giết mày. Ha ha ha. Hà Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, cười ra nước mắt, danh con, không ngờ mày lại hiếu thảo như vậy. Đã thế, tao sẽ thổi tắt nến của bọn họ. Phù. Hắn ta thổi ra một hơi. Không, Diệp Bắc Minh phẫn nộ gầm lên. Lửa của hai ngọn nến minh trúc sao động, thiếu chút nữa là bị thổi tắt. Nhìn thấy ngọn lửa ổn định trở lại, hơi thở của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, vừa rồi tim anh gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hà Tinh Hà càng cảm thấy có thể bắt chẹt được Diệp Bắc Minh, ha ha ha, mày nhìn thấy chưa? Đứa con hiếu thảo, thật là hiếu thảo quá đi. Sao mày vẫn còn chưa quỳ xuống? Lão Chu cũng giận dữ mà hét lên, điên cuồng đá vào đầu gối Diệp Bắc Minh. Bịch, 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 đạp liên tục mười mấy đạp trong một hơi thở. Khớp gối của Diệp Bắc Minh máu thịt lẫn lộn. Diệp Bắc Minh vẫn nghiến răng chịu đựng. Xương cốt cũng cứng đấy, lão Chu, tiếp tục, đạp đến khi nào hắn chịu quỳ xuống mới thôi, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ xem nên tiếp tục làm gì, Hà Tinh Hà cười nói. Hắn ta lấy ra vài viên đan dược và nuốt xuống. Ngồi bắt chéo chân, bắt đầu chữa thương. Hai cây nến minh trúc được đặt bên cạnh. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, có cách nào lấy được hai cây nến minh trúc kia không? Tháp tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, cậu nhóc, nếu chỉ là cướp nến minh trúc thôi thì quá đơn giản. Cậu dùng thuấn ảnh là có thể làm được, nhưng bổn tháp không thể bảo đảm trong quá trình cướp, nến sẽ không bị tắt, một khi nến tắt. Sắc mặt Diệp Bắc Minh càng lúc càng khó coi. Nến minh trúc nếu tắt, cha mẹ chắc chắn phải chết. Đúng lúc anh đang nghĩ cách đối phó thì. Đột nhiên. Anh, cẩn thận. Phía sau Hà Tinh Hà vang lên một giọng nói. Ừm. Quay đầu nhìn lại, Hà Đức Bản vốn dĩ bị người ta ném ở cửa cung điện, đột nhiên hét về phía mình. Trong khoảnh khắc thất thần. Xoạt. Một bóng người vụt qua bên cạnh Hà Tinh Hà, nhanh chóng chộp lấy hai ngọn nến minh trúc. Một giọng nói mềm mại vang lên, đưa đây nào. Ai, muốn chết. Hà Tinh Hà lúc này mới phản ứng lại, không ngờ rằng trong góc tối còn có một người khác. Đây là một cô gái trẻ, vậy mà lại có thể không một tiếng động đến bên cạnh hắn ta. Nhưng khi cô gái đưa tay cầm lấy nến minh trúc của cha mẹ Diệp Bắc Minh, cũng đã để lộ ra mình. Một bàn tay đánh ra. Cô gái lui về sau rất nhanh. Nhưng vẫn bị uy lực còn sót lại đánh trúng. Phụt. Một ngụm máu phun ra trong không trung, nhưng cô ta vẫn nắm chặt hai ngọn nến trong tay, cố gắng duy trì sự cân bằng của cơ thể. Cẩn thận! Thân thể Diệp Bắc Minh khẽ động, khí tức khủng bố chấn bay đám người lão Chu. Anh bước lên một bước, đỡ lấy cô gái đang bị bay ra ngoài. Này, của anh, cô gái mỉm cười yếu ớt. Đồ ngốc, cô không sợ chết à, Diệp Bắc Minh có chút cảm động. Cô gái lộ ra một nụ cười, máu tươi tràn qua khóe miệng, đây. Không phải vẫn chưa chết sao? Cô, Diệp Bắc Minh nhất thời không thốt lên lời, dùng niệm thức đưa nến minh trúc thu vào trong không gian của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Lại lấy ra mấy viên đan dược đút cho cô gái, dùng quỷ môn thập tam châm ổn định vết thương cho cô ta. Anh kiên định nói, cô sẽ không chết, nhưng sẽ có người phải chết. Cơ thể Diệp Bắc Minh tản ra một loại sát ý đáng sợ, nhiệt độ trong cung điện đá lập tức giảm đến đóng băng. Đi! Trong lòng Hà Tinh Hà cảm giác được một loại khí tức của cái chết đang đến gần. Không chút do dự, hắn lao đến trước thủy tổ ma đao, rút nó ra rồi nhanh chóng lui về phía cửa lớn của cung điện đá. Muốn chạy, mày nằm mơ đi. Diệp Bắc Minh cười khẩy, nhanh như một tia chớp xuất hiện trước mắt Hà Tinh Hà. Một kiếm chém ra. Hà Tinh Hà vô thức lấy thủy tổ ma đao chắn trước người. Rắc rắc một tiếng. Thủy tổ ma đao vốn dĩ đã có một vết nứt trên thân đao. Giờ lại chúng phải một đòn nặng nề, lập tức gãy làm đôi. Con mẹ nó. Hà Tinh Hà đau lòng không thôi, đây là bảo vật của thiên ma tộc để lại đó. Vậy mà bị chém đứt. Không có thời gian đau buồn nữa, bởi vì kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lại một lần nữa chém về phía đầu của Hà Tinh Hà. Đôi mắt hắn ta nheo lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh tiến lên phía trước, mày không còn cơ hội nữa rồi. Từ giây phút mày ra tay với cha mẹ tao thì số mệnh đã định, mày sẽ phải chết. Thằng chó, tao có chết cũng phải kéo theo cha mẹ mày làm đệm lưng, Hà Tinh Hà hung ác, hét lên về phía ba người lão Chu, giết cha mẹ nó cho tôi. Vâng, thưa công tử. Ba lão giả đồng thanh trả lời, từ bỏ mọi cơ hội sống sót, lao về phía cha mẹ Diệp Bắc Minh. Chết tiệt. Mắt Diệp Bắc Minh như nứt ra. Anh lập tức từ bỏ việc đuổi theo Hà Tinh Hà. Quay người chạy về hướng cha mẹ mình. Hà Tinh Hà thấy vậy, khóe miệng cười tà mị, ha ha ha, thằng chó, đi chết cho tao. Nửa còn lại của thủy tổ ma đao chém mạnh về phía lưng Diệp Bắc Minh. Nếu như anh ra tay tự vệ, cha mẹ anh sẽ chết thảm trong tay ba người lão Chu. Hự, anh cứ thế mà nhận đấy một đao này, phía sau lưng máu thịt lẫn lộn. Lộ cả da xương sống trắng như tuyết, Diệp Bắc Minh loạng choạng bay ra ngoài. Anh vậy mà còn mượn lực của thủy tổ ma đao ra tăng tốc độ của mình. Thằng chó này,
điên rồi. Hà Tinh Hà nghẹn họng nhìn chân chối. Một khắc cũng không dám ở lại nữa. Hắn ta tóm lấy Hà Đức Bản chỉ còn lại nửa thân trên, bay về hướng cửa động thoát ra ngoài. Các người, muốn chết. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đến trước mặt đám người Lão Chu. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục quét ngang qua, phụt phụt phụt. Ba bông hoa máu nổ tung. Phụt. Diệp Bắc Minh cũng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, dùng Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục mới khiến mình khỏi ngã xuống. Phía sau lưng đau rát không thôi. Nếu không phải anh đã dung hòa với hơn 100 mảnh xương của Chí Tôn, một đòn vừa nãy của Thủy Tổ Ma Đao đủ để thân thể anh nổ tung. Diệp Bắc Minh lấy ra vài viên đan dược nhét vào miệng, khí tức hồi phục được một chút. Anh nhanh chóng đến bên cha mẹ, lấy ra thần dược Long Huyết Bồ Đề đã chuẩn bị trước cho hai người uống. Một khắc sau, Minh Nhi, cha mẹ tỉnh lại, vào giây phút nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì vô cùng kích động, thật sự là con sao. Chúng ta vẫn còn sống ư. Diệp Bắc Minh cười cười gật đầu, cha mẹ, là con, Hà Tinh Hà đã trốn thoát, hai người an toàn rồi. Hai người nhìn nhau. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc không thể che giấu. Minh Nhi, khí tức của con rõ ràng mới ở cảnh giới thần hoàng, vậy mà có thể đánh lại Hà Tinh Hà, mí mắt Diệp Thanh Lam giật giật. Hà Tinh Hà là cảnh giới thần quân chu kỳ, hắn ta hơn hẳn con trai mình mấy cảnh giới lớn. Vậy mà lại không phải là đối thủ của Minh Nhi. Mẹ, con trai mẹ kỹ năng song toàn, cho dù là thần quân trung kỳ con cũng có thể giết được, Diệp Bắc Minh kiêu ngạo cười nói. Dạ Huyền hét lên một tiếng, được lắm, không hổ là con trai ta. Trong ánh mắt Diệp Thanh Lam càng thêm sáng ngời. Trên mặt họ tràn đầy vui mừng cùng kích động, nhưng vẫn có vẻ không tin lắm. Đúng rồi, cô gái này là ai? Diệp Thanh Lam nhìn cô gái đang hôn mê bên cạnh, trên mặt nở nụ cười hỏi, lẽ nào lại là một vị hồng nhan chi kỷ khác của con? Thần Nhi, con đừng đào hoa quá nhé. Nhược Giai, Nhược Tuyết, Tôn Thiến mấy đứa tốt lắm rồi. Càng đừng nói đến đám sư tỷ kia của con. Đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt, làm đau lòng họ nhé. Dạ Huyền cười cười lắc đầu, phụ nữ nhiều có gì không tốt chứ. Đến lúc ấy chúng ta sẽ có một đàn cháu để bế rồi. Không giống chúng ta, chỉ có một mình Minh Nhi. Diệp Thanh Lam khẽ cau mày. Vẻ mặt không tốt nhìn về phía Dạ Huyền, sao, có một đứa con trai vẫn chưa đủ à? Trong lòng anh còn muốn bao nhiêu người phụ nữ nữa? Có phải lại đang nhớ đến nữ ma đầu kia không? Em biết ngay mà, hai người đúng là có vấn đề, nếu không người ta đâu có theo đuôi anh lâu như vậy. Nói, trong lòng anh còn có cô ta đúng không? Dạ Huyền choáng váng. Lam Nhi, em hiểu lầm anh rồi. Anh và nữ ma đầu kia hoàn toàn trong sạch, giữa bọn anh căn bản không có vấn đề gì cả. Bọn anh, được lắm, anh với cô ta là, bọn anh, vậy Diệp Thanh Lam tôi là người ngoài chứ gì? Diệp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng. Quay mặt đi. Nhìn cha mẹ mình cãi nhau, Diệp Bắc Minh cố nhịn cười. Cảm giác này, thật tốt. Thấy cha mình tỏ vẻ bất lực, muốn giải thích mà không thể giải thích được. Diệp Bắc Minh lập tức cười nói, cha mẹ, sao hai người lại ở đây? Sao ra đi mà không nói lời nào với con? Hai người ngừng tranh luận. Diệp Thanh Lam nheo mắt lại hỏi, Minh Nhi, còn con, sao con lại ở đây? Diệp Bắc Minh giải thích, mẹ. Con đã đi đến đại lục hỗn độn, cũng đã tìm hiểu về chuyện của hoa tộc. Con cũng đã tới phong ma cốc một chuyến, gặp được 7 chú bác khác của tộc thiên ma. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam bị dọa sợ. Hai người trừng to mắt, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ khó tin. Nhanh như vậy con đã tới đại lục hỗn độn rồi ư? Vâng ạ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Diệp Thanh Lam nói, con đã biết tất cả mọi chuyện của hoa tộc. Diệp Bắc Minh trả lời chắc chắn. Con đã đến nơi sâu nhất của đế cung ở thần quốc hỗn độn, thông qua một tế đàn đi vào tổ địa hoa tộc. Linh hồn 99 vị sư phụ của con đều đang ở tổ địa hoa tộc, mẹ, cuối cùng con đã biết vì sao mình lại có nhiều sư phụ lợi hại đến như vậy rồi. Cha con là một trong 8 thiên ma thượng cổ, 99 vị sư phụ lại là chuyển thế của đại năng thượng cổ của hoa tộc, tất cả những thứ này đều do cha sắp đặt đúng không? Vẻ hài lòng hiện lên mặt Dạ Huyền. Ông vỗ vỗ bả vai Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc ngoan, con xứng đáng có được huyết mạch của thiên ma tộc ta. Con không làm ông đây mất mặt, cũng không phụ đám sư phụ mà ta tìm cho con. Diệp Bắc Minh suy nghĩ. Cha, đại sư bá Đoàn Thiên Đức cũng là cha sắp xếp sao? Đoàn Thiên Đức. Dạ Huyền sững sờ, có chút kỳ lạ nhìn Diệp Bắc Minh, con đã gặp ông ta. Diệp Bắc Minh gật đầu, từng gặp,
lần đầu tiên ở trong thần miếu của chiến trường Thái Cổ, ông ấy hủy đi thi thể 99 vị sư phụ của con rồi rời đi. Lần thứ hai ở tổ địa hoa tộc, 7 sư tỷ của con lấy thân tế kiếm. Lúc ấy con nhất niệm nhập ma, nghĩ rằng chính mình đã mang đến tai họa cho những người xung quanh, suýt chút nữa đã tự sát. Nghe xong lời giải thích của Diệp Bắc Minh. À, Diệp Thanh Lam hét lên một tiếng, dùng tay che miệng, Minh Nhi. Con. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, Đoàn Thiên Đức lúc ấy đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản con. Hai mắt Diệp Thanh Lam đỏ hoe, sau này không được làm vậy nữa. Con dám tái phạm, cha mẹ cũng không thiết sống nữa. Mẹ, mẹ yên tâm, con đã nghĩ thông rồi. Diệp Bắc Minh cười nói. Chỉ cần con tìm được thần hồn của các sư tỷ ở minh giới, con sẽ có cách tái tạo lại cơ thể và hồi sinh họ. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam lại kinh ngạc nhìn nhau. Thần Nhi, muốn đem thần hồn của người chết ra khỏi minh giới, không đơn giản đâu, Dạ Huyền ngập ngừng, ông không muốn đả kích Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nắm tay, ánh mắt kiên định nói, cha, dù có khó khăn đến đâu. Chỉ cần có một chút cơ hội, cho dù là giết hết minh giới con cũng không hối tiếc. Dứt lời. Một cỗ khí thế độc tôn trào ra. Người trước mặt dường như không phải con trai họ nữa, mà là một vị thần khống chế vạn vật. Rất lâu, hai người không nói gì. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sau khi nhìn nhau, hai người đã dành cả cuộc đời để chiến đấu vì gia tộc mình, họ đương nhiên cũng hy vọng Diệp Bắc Minh có thể nghịch thiên và kiểm soát mọi thứ. Nhưng, có thật dễ dàng như vậy không? Huyền ca, có cần nói cho Minh Nhi về đài luân hồi, Diệp Thanh Lam truyền âm. Ánh mắt Dạ Huyền lóe lên, âm thầm lắc đầu, đợi đã, bây giờ thương thế của nó không nhẹ, anh sợ Minh Nhi khó có thể chấp nhận mọi chuyện. Chờ Minh Nhi tự mình phát hiện, rồi dần dần chấp nhận cũng không muộn. Lúc này, âm thanh của Diệp Bắc Minh phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, cha mẹ, trong lòng con hiện tại còn rất nhiều nghi vấn, hy vọng hai người có thể giải thích cho con biết. Thứ nhất, rốt cuộc là ai đã tiêu diệt hoa tộc? Nguyên nhân hai người biết không? Thứ hai, hai người đến minh giới làm gì? Thứ ba, hai người có biết thế giới bản nguyên không? Thứ tư, Đoàn Thiên Đức rốt cuộc là ai? Bốn câu hỏi. Mỗi câu hỏi như một chiếc lồng bao phủ lên trái tim Diệp Bắc Minh. Hôm nay gặp được cha mẹ mình, anh nhất định phải hỏi rõ. Diệp Thanh Lam không hề giấu giếm nói, Minh Nhi, thực lực hiện tại của con nếu so sánh với đồng lứa của thế giới bản nguyên, cũng ở mức trung đẳng. Đã đến lúc nói cho con biết mọi chuyện. Vấn đề thứ nhất, người tiêu diệt hoa tộc chúng ta là ai mẹ không biết, nhưng nguyên nhân chính là vì một bảo vật kinh thiên động địa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Vật này cực kỳ hùng mạnh, đã từng là thánh vật vô thượng của hoa tộc, tổ tiên của hoa tổ chúng ta từng là nô bộc cho tòa tháp đó. Tháp này thuộc về Hoa Vương Diệp Quân Lâm, còn về việc ông ta lấy được nó từ đâu thì mẹ cũng không biết. Còn có một thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đi kèm với tòa tháp đó, uy lực có thanh kiếm có thể chặt đứt thiên không, cực kỳ lợi hại. Hoa tộc bị diệt vong chính bởi vì có người ở thế giới bản nguyên muốn cướp đi hai báu vật này. Thánh tháp đã mất tích từ lâu, thánh kiến có lẽ nằm trong miếng ngọc bội mà mẹ đưa cho con. Nghe lời của mẹ nói. Diệp Bắc Minh ngây người, tổ tiên hoa tộc lại là nô bộc của tháp Càn Khôn Chấn Ngục ư. Chẳng trách lần đầu tiên chạm trán với tháp Càn Khôn Chấn Ngục, lão già này đã nhất quyết bắt anh nhận nó làm chủ nhân. Nếu mẹ anh biết tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã nhận mình làm chủ, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Trong khi anh đang suy nghĩ, có nên chia sẻ bí mật này hay không? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, tôi nhắc nhở cậu một câu. Tốt nhất cậu không nên cho người khác biết về sự tồn tại của bổn tháp. Mặc dù cha mẹ cậu không phải là người ngoài, nhưng cậu nên nhớ. Thế giới này có thuật siêu hồn, nói một câu không dễ nghe, nếu một ngày nào đó cha mẹ cậu bị người khác dùng thuật siêu hồn, biết được sự tồn tại của bổn tháp. Khi đó cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì, không cần bổn tháp phải nói nữa đúng không? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, truyền âm, tôi hiểu rồi. Giữ kín bí mật này không chỉ là để bảo vệ tiểu tháp, càng là bảo vệ cha mẹ. Thấy Diệp Bắc Minh im lặng không nói gì. Diệp Thanh Lam liền nhắc nhở, Minh Nhi, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục con cũng nên ít sử dụng lại, cho dù dùng thì cũng phải chú ý bên cạnh không có người. Hoặc kẻ địch đã nhìn thấy thanh kiếm này đều không được phép sống sót. Diệp Thanh Lam, người trước nay vẫn luôn dịu dàng. Khi nói những lời này, ánh mắt lại ngập tràn sát ý. Diệp Bắc Minh gật đầu, con hiểu ạ. Diệp Thanh Lam cũng gật đầu, để cha trả lời vấn đề thứ hai cho con đi.
sắc mặt Dạ Huyền nghiêm nghị, cha và mẹ con đến U Minh giới là để tìm di tích còn lưu lại của thiên ma tộc. Lúc còn nhỏ cha rất ham chơi, ma đế đã đưa ta và 9 người nữa ra ngoài thám hiểm. Lúc đó cha còn bế theo em gái mình là Tử Huyền đi cùng, kết quả lại đi nhầm vào một vết nứt không gian. Kết quả chúng ta lại rơi vào thế giới bản nguyên, cha và cô đã gây ra rắc rối không nhỏ ở đó, chỉ đành chạy trốn đến khu vực biên giới của thế giới bản nguyên. Đúng lúc, ở đó có một đại lục chưa bị phát hiện, chính là đại lục hỗn độn sau này. Không chỉ có chúng ta, những bộ tộc khác cũng như vậy, do chạy trốn mà phát hiện ra đại lục hỗn độn. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Lai lịch của đại lục hỗn độn gần giống như những gì anh suy đoán. Chỉ là không ngờ cha mình còn có một câu chuyện như vậy. Cha, năm nay cha bao nhiêu tuổi? Dạ Huyền tức giận nói, nhóc con, tuổi tác không đại diện cho điều gì cả, không phải vẫn bị mẹ con nắm thóp hay sao? Bà ấy còn chưa đến 100 tuổi đó. Anh không bằng lòng. Diệp Thanh Lam kiêu ngạo liếc nhìn Dạ Huyền. Bằng lòng, bằng lòng. Dạ Huyền không ngừng gật đầu. Nào còn chút khí chất của bát đại thiên ma thượng cổ chứ? Khóe miệng Diệp Bắc Minh khẽ động. Cha mình cả đời sợ vợ. Nhưng lại cảm thấy ông ấy vô cùng hạnh phúc vậy. Đúng rồi cha, vừa rồi người nói đại lục hỗn độn nằm ở khu vực biên giới của thế giới bản nguyên. Chuyện này là như thế nào? Diệp Bắc Minh đổi hướng câu hỏi. Dạ Huyền cũng không nói nhảm. Ngón tay chỉ vào không trung. Một cuộn tranh từ từ mở ra. Một bản đồ vũ trụ trăng sao cực lớn xuất hiện trước mắt, hàng nghìn đại lục lơ lửng ở mọi nơi, mỗi đại lục là một điểm sáng. Càng gần với trung tâm thế giới bản nguyên, điểm sáng càng nhiều. Càng gần vùng biên giới thì càng ít và mờ đi. Đây chính là lãnh thổ của thế giới bản nguyên, tổng cộng hơn 3.000 đại lục. Đại lục hỗn độn ở đây, một trong những vị trí khó thấy nhất, Dạ Huyền chỉ vào một vị trí ở góc rìa, sau đó lại chỉ vào một vị trí phía dưới, đây là U Minh giới. Sau đó lại đổi một vị trí gần trung tâm. Đây là đại lục lăng tiêu của Hà Tinh Hà. Thật ra, con đã đến thế giới bản nguyên rồi, chỉ là nơi đó tương đối hẻo lánh nên con không biết mà thôi. Sau cùng, Dạ Huyền chỉ vào vị trí trung tâm, ánh mắt lấp lánh, nơi này, chính là cốt lõi của thế giới bản nguyên. Nơi mà hàng trăm triệu võ giả khao khát thiên giới đảo. Thiên giới đảo. Diệp Bắc Minh hơi híp mắt lại. Đúng vậy. Dạ Huyền gật đầu. Hai má hơi nóng lên, thiên giới đảo chỉ là một cái tên, thực tế là một đại lục rộng lớn. Cha chỉ muốn nói một điều, cảnh giới thần quân mới tư cách lên đảo. Dưới cảnh giới thần quân, đến tư cách hít thở không khí của thiên giới đảo cũng không có. Ôi! Mắt Diệp Bắc Minh trợn to, trong lòng chấn động vô hạn. Cảnh giới thần quân dường như đã là võ giả hàng đầu của đại lục hỗn độn. Lục thiên thần cũng chỉ ở cảnh giới ấy, vậy mà đã thành lập được thần quốc hỗn độn. Hơn nữa hắn còn nắm giữ năng lượng của phép tắc thiên địa. Một tồn tại đáng sợ như vậy, thế mà con mẹ nó mới vừa có tư cách lên thiên giới đảo. Dạ Huyền cười, thần nhi, đừng nản lòng. Cha tin tưởng, trong 100 năm trở lại đây, con có thể lên thiên giới đảo. Đúng rồi, con muốn biết Đoàn Thiên Đức, ông ta chính là người đến từ thiên giới đảo. Bốp bốp bốp. Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, hay quá, câu chuyện rất tuyệt vời. Âu, một nhà ba người đưa ánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, không biết đã tỉnh từ bao giờ. Các người nhìn tôi làm gì? Nói tiếp đi chứ, cô gái ngây thơ nói. Diệp Bắc Minh cau mày, cô tỉnh từ khi nào? Cô gái suy nghĩ, buột miệng nói, lúc các người nói về tháp càn khôn gì đó thì tôi vừa tỉnh. Địch mợ, khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, có chút sững sờ. Cô gái có chút căng thẳng, anh, không định giết tôi diệt khẩu đấy chứ? Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời, tâm lý của cô gái này thật mạnh mẽ. Đã đến lúc này rồi vẫn còn có tâm trạng nói đùa. Nếu không phải vừa rồi có cô ra tay thì nến minh chúc của cha mẹ tôi đã bị Hà Tinh Hà dập tắt rồi, hậu quả thật không dám tưởng tượng, Diệp Bắc Minh lắc đầu nói. Tôi cảm ơn cô còn không kịp sao có thể có ý nghĩ giết người diệt khẩu cơ chứ. Chỉ là tháp càn khôn chấn ngục có liên quan đến tính mạng của ba người nhà tôi, hy vọng cô không tiết lộ ra ngoài. Cô gái nhàn nhạt phun ra một câu, ai mà không có bí mật đâu. Diệp Bắc Minh nghe vậy thì sững người. Anh yên tâm, Đường Lạc Âm tôi tuyệt đối không phải loại người nhiều chuyện đó. Đúng rồi, anh tên là gì? Đường Lạc Âm mặt đầy ý cười hỏi. Tôi tên là Diệp Bắc Minh, đây là cha của tôi, Dạ Huyền và mẹ là Diệp Thanh Lam. Đường Lạc Âm nhoẻn miệng cười ngọt ngào,
cháu chào bác Dạ, bác Diệp. Chào cô. Dạ Huyền cứng ngắc gật đầu. Diệp Thanh Lam thì bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Lạc Âm rồi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chiếc vòng tay và đeo vào cổ tay cô. Lần đầu gặp mặt không chuẩn bị được thứ gì tốt, chiếc vòng tay này tặng cho cháu. Diệp Bắc Minh phát hiện ra rằng, đây là vòng tay mẹ luôn mang theo bên mình. Tay nghề vô cùng tinh xảo, là một trong những món đồ mẹ quý trọng. Mẹ, sao mẹ lại tặng thứ này cho cô ấy? Diệp Bắc Minh không kìm được cau mày hỏi. Diệp Thanh Lam quăng cho anh một cái trợn trắng mắt, cũng không phải đồ vật quý giá gì. Mẹ và Lạc Âm hợp ý, con bé còn là ân nhân cứu mạng của cha mẹ, mẹ tặng cho con bé một món quà kỷ niệm thì đã sao? Không lẽ chuyện này con cũng muốn quản? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, thầm nghĩ, mẹ đừng lại nhìn chúng người ta, muốn người ta làm con dâu mẹ nữa nhé. Đương nhiên hai người không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Bắc Minh. Sau khi Diệp Thanh Lam hỏi han ân cần một hồi, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, Lạc Âm à, một cô gái như cháu lặn lội tới U Minh giới làm gì vậy? Biểu cảm của Đường Lạc Âm thoáng chốc có chút lạc lõng, cháu tới tìm cha mẹ. Nghe nói linh hồn của người chết có thể nán lại Minh giới để chờ đợi những người họ nhớ nhung. Cháu từ nhỏ đã không có cha mẹ, người nhà đều nói rằng họ đều đã qua đời, ha ha. Dù sao cháu cũng sống không được bao lâu nữa, nên muốn trước khi chết có thể gặp mặt cha mẹ ruột của mình một lần. Gương mặt Diệp Thanh Lam tràn ngập tình yêu thương của mẹ nhìn Đường Lạc Âm. Ánh mặt của Dạ Huyền cũng ấm áp hơn không ít. Nhưng Diệp Bắc Minh nghe vậy liền nhíu mày, không đúng, lời này của cô có vấn đề. Minh Nhi. Diệp Thanh Lam vội quắc mắt nhìn anh. Diệp Bắc Minh vẫn ung dung nói, tôi có biết sơ qua về y thuật, thứ nhất cô khí huyết dồi dào, không giống một người sẽ chết yểu. Thứ hai sau khi chết thần hồn đều sẽ tới Minh giới. Nếu cô thực sự đã chết thì hoàn toàn có thể tới gặp cha mẹ mình, tại sao lại phải mạo hiểm tới U Minh giới làm gì? Minh Nhi. Diệp Thanh Lam trách mắng, con nói gì vậy, đang yên lành lại nguyền rủa người ta chết sớm. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vẫn dựa vào lý thuyết để tranh luận, mẹ, những điều con nói đều là sự thật. Cô Đường đây tinh lực tràn trề, chắc chắn là một người khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa. Sau khi chúng ta ngồi cùng một thuyền để vượt qua hoàng tuyển cô ấy vẫn luôn theo sau con, vì sự an toàn, con không thể không cân nhắc nhiều hơn. Dứt lời, Diệp Bắc Minh chăm chú nhìn Đường Lạc Âm. Không hề khách sáo. Anh cảm thấy Đường Lạc Âm này có vấn đề. Diệp Thanh Lam cũng không lên tiếng mà đánh mắt nhìn sang. Anh Diệp, anh nói anh hiểu y thuật, vậy anh bắt mạch cho tôi thử xem. Đường Lạc Âm mỉm cười, duỗi ra cổ tay mảnh khảnh của mình. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn xuống, con người thoát cái co rút lại. Đây là gì? Cả người Diệp Thanh Lam ngơ ngác tại chỗ. Sắc mặt của Dạ Huyền cũng hơi thay đổi. Chỉ thấy, trên cổ tay Đường Lạc Âm có một đường đỏ như máu dường như in sâu vào da thịt kéo thẳng đến ống tay áo. Đường Lạc Âm thản nhiên xắn tay áo lên, tia màu đỏ kia trực tiếp lan đến giữa cánh tay của cô. Huyết hồn đan, cô đã uống thứ này. Gương mặt Diệp Bắc Minh không giấu được nét kinh ngạc. Đường Lạc Âm mỉm cười gật đầu, anh Diệp, y thuật của anh đúng là không tồi. Vậy mà chỉ dựa vào một tia máu liền đoán ra được huyết hồn đan. Diệp Thanh Lam hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi khó lường, cái tên này thật kỳ quái, thứ này có tác dụng gì? Dạ Huyền giải thích, Lam Nhi, huyết hồn đan là một loại đan dược cực kỳ bá đạo. Vật này chỉ có người cận kề cái chết mới có thể sử dụng. Một khi đã uống thì mọi chức năng sinh lý sẽ trở lại trạng thái bình thường và kéo dài trong khoảng một tháng. Sau một tháng, mạng sống sẽ hoàn toàn cạn kiệt, thứ bị đốt cháy chính là máu và hồn phách của người dùng. Nói tới đây, Dạ Huyền lại nhìn Đường Lạc Âm một cái thật sâu, cô Đường, cô rốt cuộc bị làm sao? Tại sao lại cương quyết uống loại đan dược này? Cô thật sự không để lại đường lui nào cho bản thân sao? Đường Lạc Âm lộ ra nét cười khiến người khác phải đau lòng. Dù sao thì tôi cũng mắc bệnh nan y, không sao cả. Diệp Bắc Minh giơ tay chụp xuống. Chuẩn xác nắm lấy cổ tay Đường Lạc Âm. Đường Lạc Âm giật mình nhưng cũng không phản kháng lại. Diệp Bắc Minh kiểm tra xong tình trạng thể chất của cô thì thân thể khẽ run lên. Quả nhiên, tuy rằng thoạt nhìn Đường Lạc Âm tràn đầy sinh lực nhưng trên thực tế đã là đèn cạn dầu. Giống như ao cạn nước, cây chết bệnh. Tuổi thọ còn lại của cô không vượt quá một tháng. Hơn nữa tôi bẩm sinh đã thiếu một hồn một phách, nghe nói người như vậy sau khi chết không thể xuống Minh giới. Tôi từ nhỏ chưa từng gặp qua cha mẹ mình, bèn muốn trước khi chết có thể tới Minh giới một chuyến,
có lẽ có thể tìm thấy linh hồn của họ để gặp mặt một lần, giọng nói của Đường Lạc Âm vang lên nhẹ bấng. Nhưng khi lọt vào tai Diệp Bắc Minh lại giống như một cú đánh thẳng vào đầu. Anh nhớ lại những gian nan mình gặp phải trên con đường tìm kiếm cha mẹ mình. Vừa rồi bản thân còn buông ra những lời lẽ như vậy với Đường Lạc Âm khiến thâm tâm anh có chút khó chịu. Hai mắt Dạ Huyền ửng đỏ. Diệp Thanh Lam vươn tay lau đi khóe mắt, nhìn Diệp Bắc Minh nói, Minh Nhi à, những lời con nói vừa rồi vẫn còn chưa xin lỗi cô Đường đâu. Diệp Bắc Minh chân thành mở lời, cô Đường, xin lỗi cô, tôi thực không ngờ. Đường Lạc Âm tinh nghịch lè lưỡi cười, được rồi, tôi không trách anh đâu. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, tôi không hề nghĩ bản thân mình gặp bất hạnh hay gì cả, vả lại, tôi cũng rất hạnh phúc. Nếu trước khi chết có thể gặp mặt cha mẹ một lần thì tốt rồi. Thái độ lạc quan của cô khiến Diệp Bắc Minh cảm thấy rất áy náy. Trong lòng anh thét gào một tiếng, tiểu tháp, tôi thật là đáng chết mà. Diệp Thanh Lam nói, Minh Nhi à, nếu con nhất quyết muốn đến Đài Luân Hồi, vậy thì đưa cô Đường đây theo cùng đi. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Diệp Bắc Minh trịnh trọng gật đầu, con biết rồi thưa mẹ. Mọi người bị thương cứ trở về thần giới trước rồi lại nói, nơi đó trước mắt vẫn an toàn hơn đại lục hỗn độn. Sau khi Hà Tinh Hà lao ra hỏi hang liền dùng tốc độ nhanh nhất mang Hà Đức Bản rời khỏi U Minh giới. Mãi đến khi trở về nhà họ Hà, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào chẳng hay. Trái tim cũng đang đập liên hồi, cho đến hiện tại vẫn chưa thả chậm nhịp độ. Học, học, học. Hà Tinh Hà thở hổn hển từng ngụm, cả cơ thể hắn khẽ run rẩy, thậm chí còn không kịp chữa trị cho Hà Đức Bản, người có phần thân dưới đã biến mất. Lần này thật sự quá nguy hiểm, vậy là thất bại rồi. Tên nhãi đó rốt cuộc có lai lịch gì? Thanh kiếm đó vậy mà còn khủng bố hơn cả thủy tổ ma đao, Hà Tinh Hà rút ra nửa thanh thủy tổ ma đao nứt vụn còn lại mà đau thấu ruột gan. Nếu không phải vì thanh kiếm đó, thủy tổ ma đao tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đánh gãy. Sức mạnh của một thanh đạo bị chém nửa vời chắc chắn sẽ giảm sút đi rất nhiều. Nhưng may mắn thay hắn vẫn giành được dòng khí hỗn độn. Tuy rằng chỉ ước chừng 1 mét khối, nhưng chỉ cần hắn luyện hóa toàn bộ khối khí hỗn độn này, thật khó để tưởng tượng sẽ có những thay đổi về chất như thế nào. Anh, em nhớ kỹ thằng nhãi đó rồi. Giọng nói âm u đầy hận thù của Hà Đức Bản vang lên, trong mắt răng đầy tia máu cùng sát ý, hắn dám đối xử với em như vậy. Đợi em bình phục xong nhất định phải đi tìm hắn tính sổ. Em muốn hắn, còn có cha mẹ hắn phải chết một cách bi thảm nhất, em còn muốn bọn chúng tiêu tan thần hồn. Vĩnh viễn không thể đầu thai, trong lòng Hà Tinh Hà cũng dâng lên ngọn lửa giận dữ, nếu không phải tại em thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Trước khi vết thương bình phục, em phải ở yên trong nhà không được phép ra ngoài. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự, không cần tới thằng nhãi đó mà anh sẽ là người trực tiếp phế bỏ em. Anh, không lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Hà Đức Bản cảm thấy rất oan ức. Hà Tinh Hà cười gần một tiếng, bỏ qua, anh phải giết chết tên nhãi đó. Đột nhiên, bùm, bùm, bùm. Bên ngoài gian phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cậu chủ, ông chủ nói, nếu cậu trở về thì lập tức tới sảnh tiếp khách một chuyến. Sư phụ của cậu sáng nay vừa tới, còn dẫn theo vài người bạn. Sư phụ tới rồi sao? Hà Tinh Hà có chút kích động. Người sư phụ này của hắn vẫn luôn có hành tung bí ẩn, du hành giữa các thế giới lớn để tìm kiếm di tích truyền thừa cổ xưa. Cơn gió nào đã đưa ông ấy tới nhà họ Hà vậy? Còn đưa theo bạn bè. Nghĩ đến đây, Hà Tinh Hà gấp rút thay bỏ bộ quần áo bê bết máu rồi đi thẳng tới sảnh tiếp khách. Một người đàn ông trung niên, hai ông già và một cô gái trẻ đang tán gẫu. Hà Tinh Hà tiến vào một sảnh tiếp khách lộng lẫy như cung điện. 36 nữ hầu hai bên đồng loạt cúi chào, cậu chủ tới ạ. Hà Tinh Hà cũng không liếc mắt nhìn họ một cái mà khuỵu một gối quỳ xuống trước mặt một người đàn ông mũi khoằm trong số đó, đệ tử Hà Tinh Hà chào sư phụ. Cha! Người đàn ông trung niên gật đầu. Ha 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 ha, đồ đệ ngoan, vừa hay chúng ta đang nhắc tới con đó. Ông già mũi khoằm cười cười ha hả, giơ lòng bàn tay khô héo lên không trung. Một lực lượng cách không liền nâng đỡ Hà Tinh Hà đứng dậy. Thiên cơ lão quái, đây chính là đồ đệ mà ta lấy làm tự hào nhất trong số rất nhiều đệ tử. Tên nhóc này tên là Hà Tinh Hà, ông lão mũi khoằm ra hiệu, Tinh Hà à, còn ngây người ra đó làm gì? Đây là thiên cơ lão nhân, nhưng ta thích gọi ông ta là thiên cơ lão quái hơn.
bên cạnh chính là đồ đệ của ông ấy, Lục Linh Nhi. Hà Tinh Hà vội vàng chắp tay chào hỏi, gặp qua Thiên Cơ tiền bối. Thiên Cơ lão nhân có thân hình gầy gò, râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt già nua lại tràn đầy sinh lực. Hắn ta lại nhìn sang Lục Linh Nhi đứng bên cạnh, đôi mắt không cách nào rời khỏi được. Đẹp, thật sự là đẹp quá đi. Khuôn mặt đẹp không tì vết, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. Ngũ quan không khuyết điểm, làn da mịn màng như da em bé. Hà Tinh Hà có thể đảm bảo rằng, Lục Linh Nhi có thể sánh ngang với mỹ nhân đẹp nhân lục địa Lăng Tiêu. Thậm chí, cô ta còn đẹp hơn vài phần. Tinh Hà năm nay mới hơn 800 tuổi, là cảnh giới thần quân chưa đến nghìn tuổi đó. Và lại đồ đệ của tôi, đã có tư cách lên thiên giới đảo rồi. Thiên Cơ lão quái, ông không cân nhắc một chút sao? Đồ đệ của ông gả cho đồ đệ của tôi, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, thân càng thêm thân. Ông lão mũi khoằm vừa cười vừa nói. Con mẹ nó. Hà Tinh Hà kích động đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sư phụ, người đúng là sư phụ ruột của con mà. Vừa mới đạt được thủy tổ ma đao, lại có thêm dòng khí hỗn độn. Có thêm được tuyệt đại mỹ nhân như Lục Linh Nhi nữa thì mình chính là vận khí chi tử. Điều duy nhất làm mình không vui là chưa biết tên thằng danh kia, chờ mình luyện hóa xong dòng khí hỗn độn, nhất định sẽ tìm hắn và cướp lấy thanh kiếm kia. Đến lúc ấy mọi chuyện mới hoàn toàn tốt đẹp. Hà Tinh Hà nghĩ mà hưng phấn, khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười. Lục Linh Nhi khẽ cau mày. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói, Lôi huynh, tôi đã xem cho đồ đệ tôi một quẻ rồi, người trong số mệnh của nó không phải là đồ đệ của ông. Lôi Viêm cười ha ha, ha ha. Thiên Cơ lão quái xem ông nói này, lấy đâu ra nhiều số kiếp đã định như vậy. Chúng ta đã đến cảnh giới này rồi, lẽ nào còn tin thiên mệnh sao? Nghe thấy lời này, Thiên Cơ lão nhân có vẻ do dự, cũng không trả lời. Lôi Viêm nắm bắt thời cơ nói, cho lớp thanh niên một cơ hội, đồ đệ của ông phải đến thiên giới đảo. Đồ đệ của tôi cũng vậy, hai đứa nó liên thủ lại có gì không tốt chứ? Thiên Cơ lão nhân cuối cùng cũng thỏa hiệp, vậy phải xem ý của Linh Nhi thế nào. Cô Lục, cô nghĩ sao? Đồ đệ này của tôi không tồi chứ? Lôi Viêm đỏ mặt, chờ đợi câu trả lời của Lục Linh Nhi. Lục Linh Nhi có chút bất lực. Cô đã biết, người chồng mà sư phụ đoán trước cho mình là Diệp Bắc Minh. Nhưng người đó lại quá tự kiêu. Rất hung dữ với cô ta. Làm cho người ta có chút ghét bỏ. Nhưng không so sánh thì không có đau thương, so với Hà Tinh Hà như sắp chảy nước miếng đang đứng trước mặt. Chỉ ít. Ánh mắt Diệp Bắc Minh cũng sẽ không nhìn ngó linh tinh trên thân thể mình, càng không phải là một kẻ dung tục. Lôi tiền bối, rất xin lỗi, tôi không thích người khác can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, Lục Linh Nhi lắc đầu, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Vả lại, tôi đã có người trong lòng rồi. Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Hà Tinh Hà đông cứng lại. Gương mặt vui vẻ hớn hở như gió xuân như bị ai đó tát một cái, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có người trong lòng rồi sao? Lôi Viêm nghe lời này, ngại ngùng chuyển chủ đề khác, thì ra là như vậy, là lão phu suy nghĩ nông cạn rồi. Chúng ta vẫn là thảo luận về chuyện đến thiên giới đảo thì hơn, nghe nói lần này trên thiên giới đảo có mấy trăm thế lực đồng thời chọn đệ tử, còn mở ra nơi đó nữa. Chỉ cần hai người có thể lọt vào top một vạn, sau này lưu lại trên thiên giới đảo tu hành nhất định không thành vấn đề. Hà Tinh Hà âm thầm thề. Dòng khí hỗn độn, tao có rồi. Kiếm của thằng chó kia, tao cũng muốn. Lục Linh Nhi, cũng phải là của tao. Sau khi đưa cha mẹ ra khỏi minh giới, dặn dò hai người trở về Thái Dương Tông ở thần giới. Diệp Bắc Minh và Đường Lạc Âm tiếp tục đi về nơi sâu nhất của minh giới. Hai người vừa mới đi được khoảng trăm dặm, phía trước đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết của ma quỷ. Nhiều anh linh lơ lửng trên không trung, hoặc là nhìn chằm chằm vào họ từ phía xa. Đường Lạc Âm có chút căng thẳng. Diệp đại ca, dùng chó địa ngục mở đường. Thứ này có thể nuốt chửng âm linh, xua đuổi tà ma, giúp chúng ta thoát khỏi rất nhiều phiền toái. Tốt hơn hết chúng ta không nên cùng thả chúng ra, không thì. Vừa nói, khuôn mặt Đường Lạc Âm dần đỏ ửng. Diệp Bắc Minh gật đầu, dùng của tôi đi. Sau một niệm thức, tiểu hỏa từ trong túi càn khôn xông ra. Diệp Bắc Minh mệnh lệnh, tiểu hỏa, dẫn đường. Go go! Tiểu hỏa sủa lên hai tiếng. Trong nháy mắt quay đầu lại, hai mắt hiện lên một tia đỏ tươi. Rừ. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh của đám yêu quỷ kia dần tản ra, nhường ra một con đường. Hai người một đường đi về nơi sâu nhất của minh giới.
đi suốt một ngày một đêm, một cảnh tượng khiến Diệp Bắc Minh cả đời khó quên xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy vô số người đang xếp hàng, từng bước đi lên một cái bục cao màu đen. Những người này có thân thể trong suốt và mặc đủ loại quần áo khác nhau. Không cùng thời đại, không cùng chủng tộc. Điều duy nhất giống nhau là mọi người đều có vẻ mặt đờ đẫn cùng đôi mắt vô thần trống rỗng. Quỷ hồn. Hàng tỷ quỷ hồn. Đội ngũ rất dài, mỗi một đội dài hơn trăm dặm, và có hàng chục nghìn đội vây quanh bục cao khổng lồ. Đồng loạt tiến về phía trước. Đường Lạc Âm che miệng nói, những thứ này đều là quỷ hồn sao? Anh Diệp, phải chăng bố mẹ tôi cũng ở trong số đó? Diệp Bắc Minh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao nơi đang lũ lượt tập kết quỷ hồn kia nói, đi, đi tới đài luân hồi. Tìm kiếm giữa hàng triệu người như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ khi đi tới đài luân hồi hô lên tên của người mình muốn gặp mới có thể tìm được họ. Hai người nhanh chóng bay về phía đài luân hồi. Tại khoảnh khắc đến gần đài luân hồi, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên, lối vào địa ngục, người sống chớ lại gần. Bùm! Trên bầu trời vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa, nhưng hàng trăm triệu quỷ hồn với vẻ mặt đờ đẫn vẫn tiếp tục đi về phía đài luân hồi. Chỉ có Diệp Bắc Minh và Đường Lạc Âm cảm thấy giống như bị sét đánh, màng nhĩ đau nhức dữ dội. Phụt! Đường Lạc Âm thậm chí còn phun ra một ngụm máu. Giây tiếp theo, một bóng đen khổng lồ cao hàng km xuất hiện phía trên đài luân hồi, rũ mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn cầm cây đinh ba không chút do dự đâm xuống dưới, ai đến gần đều phải chết. Thân thể Diệp Bắc Minh không thể nhúc nhích, giống như bị xi măng phong ấn lại vậy. Chỉ có thể bất lực dương mắt nhìn cây đinh ba dài ngàn thước đâm về phía mình, căn bản không huy động được chút sức lực nào trong cơ thể. Chính tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói cực kỳ bá đạo lại vang lên, hỗn xược. Hắc Long, ngươi thử nhìn xem ta là ai. Nếu còn dám tấn công chủ nhân của ta, có tin ta quét sạch cả địa ngục này giống năm đó hay không? Phá hủy lục đạo luân hồi của ngươi, đốt sạch sổ ghi chép sinh tử của ngươi, khiến ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Tiếng gì vậy? Đường Lạc Âm do dự nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết giọng nói kia phát ra từ đâu. Chỉ cảm thấy thanh âm uy nghiêm và bá đạo này đang vang vọng từ mọi hướng. Bóng hình như bao trùm toàn bộ bầu trời kia khi được giọng nói này thì cả thân thể khổng lồ vậy mà run lên. Cây đinh ba trong tay hắn đồng thời khựng lại. Giọng nói lạnh lùng vừa rồi giờ phút này lại có chút run rẩy, là ngươi sao? Sao có thể, chủ nhân của ngươi đã chết, sao ngươi vẫn còn sống được? Tôi nhớ sau trận chiến đó, không phải ông đã nát thành bột vụn rồi sao? Không thể nào. Hắc Long kinh hãi tự hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh, hừ, dù ta tan thành từng mảnh cũng có thể khiến địa ngục của ngươi không được yên bình. Hỗn xược, biết được Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quả thực đã bị đập nát vụn, sự tự tin của Hắc Long lại đột ngột tăng cao. Thứ vụn sắt cũng dám uy hiếp bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, với cơ thể tàn tạ đó ngươi đối đầu với bản tọa thế nào. Nói đoạn áp lực kinh khủng vừa rồi lại xuất hiện, khóa chặt Diệp Bắc Minh cùng Đường Lạc Âm. Cây đinh ba một lần nữa phóng tới muốn nghiền nát hai người họ. Hắc Long, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười ngạo nghễ. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh cũng vang lên một giọng nói, nhóc con, mượn cơ thể cậu dùng một lát. Được. Dứt lời. Một dòng năng lượng không cách nào khống chế trong nháy mắt đã xuôi chảy khắp tứ chi xương cốt Diệp Bắc Minh. Lúc này Diệp Bắc Minh có cảm giác như một nắm đấm mình hạ xuống có thể đâm xuyên đất trời. Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình mà tự động giơ tay, tung ra một quyền. Ấm, một tiếng nổ lớn rung động đất trời, nắm đấm đã trực tiếp va chạm với cây đinh ba. Một làn sóng không khí dao động lan rộng, quét qua toàn bộ đài luân hồi. Hừ, cùng với tiếng gào khóc thảm thiết, hàng trăm triệu quỷ hồn toàn bộ bị thổi bay ra ngoài. Cây đinh ba bắn ngược lại vào sâu trong tầng mây giống như một ngôi sao băng, đâm xuyên qua thân thể của Hắc Long tạo thành một lỗ hổng khủng bố. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khống chế cơ thể của Diệp Bắc Minh, sải chân một bước đã lập tức di chuyển tới trước đài luân hồi. Vung ra một đấm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đại nhân, xin đừng. Là giọng nói bàng hoàng khẩn thiết của Hắc Long. Bùm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục căn bản không để vào tai lời này, nắm đấm của Diệp Bắc Minh vẫn giữ nguyên tốc độ hạ xuống đài luân hồi khổng lồ kia. Bùm. Cả minh giới rung chuyển dữ dội. Từ vị trí tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Bắc Minh, đài luân hồi nhanh chóng nứt ra một khe hở rồi lan rộng ra toàn bộ bề mặt.
chỉ còn một bước nữa là vỡ thành từng mảnh. Giây tiếp theo, toàn bộ U Minh giới chấn động. Vô số bóng người tại dương giới vọt thẳng lên trời, kinh hãi nhìn về phía minh giới mà thốt lên, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là hướng của đài luân hồi không? Sao thế, đã xảy ra biến cố gì à? Nghê Hoàng đứng ngây trong giây lát, sau đó nhanh chóng chạy theo. Vừa mới đi được vài chục mét. Đứng lại hết cho ta. Chỉ thấy một đám võ giả đang lao nhanh tới, bao vây toàn bộ bến thuyền. Một người đàn ông toàn thân âm khí bước ra từ đám người, quét mắt qua mấy người vừa trở về từ minh giới vừa xảy ra chuyện, để đảm bảo an toàn cho mọi người, không ai được rời khỏi đây. Bất kỳ người nào muốn rời khỏi phong đô đều phải xếp hàng khám xét. Đám đông bắt đầu bàn tán ồn ào. Mấy võ giả đội mũ trúc, mặc áo trùm kín mặt lạnh lùng nói, ngươi là ai? Có tư cách gì khám xét chúng ta? Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi. Một số người lắc đầu, bắt đầu di chuyển về trận truyền tống của phong đô. Người đàn ông toàn thân âm khí kia cười lạnh nói, giết bọn chúng đi. Vâng, thưa công tử. Hai lão giả phía trước bước lên trước, khí tức của cảnh giới thần quân tản ra, đập tay ra trưởng một cách tàn nhẫn. Bịch, mấy người kia nháy mắt hóa thành một đám xương máu. Xì xầm. Những võ giả khác nhìn thấy cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi run rẩy, tự động xếp hàng chờ bị khám xét. Chỉ còn lại ba người Diệp Bắc Minh, Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng ba người vẫn đứng tại chỗ. Bỗng đột nhiên. Hừ. Người đàn ông âm lãnh kia nheo mắt, thằng danh, mày không xếp hàng sao? Diệp Bắc Minh đương nhiên không có ý định xếp hàng, càng không có khả năng để người khác xét người, cũng lười để ý tới gã này. Chúng ta đi. Anh trực tiếp đi về trận truyền tống của thành Phong Đô. Muốn chết. Sắc mặt người đàn ông âm lãnh kia trở nên cực kỳ hung dữ, lại dám phớt lờ lời của hắn trước mặt nhiều người như vậy. Giết. Hai lão giả bên cạnh vừa định ra tay, một âm thanh như sấm vang lên đằng sau lưng, dừng tay. Thân thể hai lão giả run rẩy, sợ hãi đến mức quỳ xuống đất. Tất cả mọi người cùng kinh hãi quay người. Chỉ thấy. Một người đàn ông với khuôn mặt chữ quốc đi cùng đám thanh niên vừa bước xuống thuyền, lạnh lùng phun ra một câu, vị công tử này là bạn của tôi, ai dám động vào cậu ta, chính là kẻ thù của tôi. Ông là ai? Tên đàn ông âm lãnh giận dữ hét lên, đây là U Minh Giới, cha ta Lâm Thiên Bá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.